Bắt đầu rồi chúng ạ. Vâng nào. Chào anh Dũng. Chào các chị luật sư. Chắc là sẽ cho cuộc chúng ta cũng bắt đầu để kịp tới giờ thời gian mà của cái seminar đã đề ra. Và các tôi sẽ bắt đầu ạ. Xin chào các toàn thể các quý luật sư, các em sinh viên, các giảng viên và các chuyên gia tham gia vào buổi tọa đàm ngày hôm nay. Chúng ta đều biết rằng là Việt Nam đang trong quá trình phát triển hội nhập mạnh mẽ và nhận thức trở trong trong bối cảnh đó thì việc xây dựng pháp luật trọng tài đóng vai trò rất quan trọng để xây dựng hệ thống pháp luật và cái môi trường kinh doanh hiệu quả, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Nhận thức rõ rằng về việc này thì vừa qua Quốc hội đã trao cho quyền cho Hội luật gia Việt Nam tiến hành dự thảo sửa đổi luật trong ngành thương mại, và trên cơ sở đó thì trung tâm trọng tài VIAP cùng với ADR Chambers và Hợp đan Chambers đã tổ chức một cái chuỗi các cái hoạt động về liên quan cái các tọa đàm chuyên môn liên quan tới trọng tài trong tuần lễ trọng tài mà host bởi và trong thế hôm nay thì chúng tôi đại hội thành pháp luật Liên quốc tế Đại học Hồ Chí Minh rất là vinh dự được tổ chức cái buổi tọa đàm thứ tư của cái chuỗi tọa đàm của về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong luật trọng tài ngoại năm 2010 và các quy tắc trọng tài VIAC, tham khảo thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và luật mẫu Usintran, quy tắc trọng tài Usintran. Và chủ đề ngày hôm nay thứ tư của chúng ta sẽ là về các biện pháp khẩn cấp tạm thời và trọng tài viên khẩn cấp. Thế thì trong buổi tọa đàm hôm nay thì tôi rất vinh dự được cùng làm moderator với một một trọng tài viên rất là thâm niên, rất là lâu và có và trong một lĩnh vực trọng tài, và rất là một luật sư là Nguyễn Mạnh Dũng, là trọng tài viên độc lập và là và người lãnh đạo của ADR Việt Nam Chambers. Và cùng với cả chúng tôi hôm nay thì chúng ta có bốn luật sư và cũng có rất thâm niên nhiều kinh nghiệm trong trong lĩnh vực trọng tài, đó là luật sư Lê Lê Bá Thành Trung, luật thành viên của điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn xây dựng Việt Nam CLVN, luật sư Phạm Văn Lợi, luật sư cộng sự của công ty luật Vilat, luật sư Nguyễn Thanh Minh, luật sư cố vấn cao cấp của công ty ACSV Viện Legal, và là luật sư Lưu Ngọc Quang, luật sư và phó trưởng phòng ban thư ký VIAP. Thì hôm nay thì bốn diễn giả của chúng ta sẽ cùng tham gia để mà trình bày về các khía cạnh khác nhau của cái chủ đề của cái buổi tọa đàm hôm nay, đó là các biện pháp khẩn cấp tạm thời và trọng tài viên khẩn cấp. Thế thì để bắt đầu tôi trong buổi tọa đàm hôm nay thì tôi xin phép được mời cái diễn giả đầu tiên là luật sư Lưu Ngọc Quang, luật sư phó trưởng phòng ban thư ký của VIAP. Luật sư Lưu Ngọc Quang hiện nay là công ty đang đang công tác tại VIAP và cũng công tác với cả cái VMC là trung tâm về hòa giải của VIAP, và anh ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài, tranh chấp và nghiên cứu có rất nhiều bài nghiên cứu về các cái chủ đề liên quan tới việc phát triển tố tụng trọng tài và tòa án, đồng thời cũng là diễn giả của nhiều buổi tọa đàm, hội thảo chuyên ngành về các giải quyết tranh chấp, làm giảng viên tại các khoa đào tạo về pháp luật cũng như kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp cho sinh viên. Và trong sắp tới thì luật sư Quang sẽ tiếp tục hành nghề và đóng góp không ngừng cho những cái hoạt động của VIAP và VMC. Thế thì có để không phép được mời luật sư Quang sẽ trình bày cái bài tham luận của mình liên quan tới cái chủ đề của chúng ta. Xin mời luật sư Quang. Xin phép giáo sư Trần Việt Dũng cho tôi nói vài lời trước khi anh Quang trình bày ạ. À, vâng. Theo theo yêu cầu của ban tổ chức thì
Đây là buổi tọa đàm thứ tư trong chuỗi 7 buổi tọa đàm được gọi là VAS 2023 Crossover. VAS 2023 Crossover là tên viết tắt của gọi là chuỗi tọa đàm về trọng tài của VAC thực hiện hàng năm với cả các đối tác. Thì xin giải thích là như vậy. Và đây là buổi thứ tư rồi. Thì những bạn nào mà chưa tham dự ở những cái buổi trước đây thì hoàn toàn có thể xem lại băng ghi hình của những cái buổi trước đây ở trên trang YouTube của VIAC hoặc là của ADA Việt Nam Chamber. Và theo thông tin thì đến nay có 267 đăng ký tham gia cái buổi tọa đàm này. Trong đó thì có 70 công ty luật, 64 doanh nghiệp, 17 trường luật khác nhau và 13 tổ chức. Tôi nhìn thấy thì tại cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì hiện nay đã có đến 100 bạn đăng ký đã tham gia trực tuyến, và chắc chắn sẽ có những bạn tiếp tục tham gia trong cái quá trình tổ chức của cái tọa đàm này. Thì xin phép được vài lời bổ sung cái giới thiệu của giáo sư Trần Việt Dũng để cho những bạn mà chưa tham gia những cái buổi trước biết được và có thể theo dõi tiếp những cái buổi sau hoặc là quay lại xem lại những buổi trước. Vâng, xin mời anh Quang ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Dũng và xin chào các anh chị. Thì tôi xin bắt đầu với phần trình bày của mình. Và trước tôi sẽ bắt đầu cái phần trình bày của mình liên quan đến chủ đề ngày hôm nay bằng việc là cung cấp một số liệu không chính thức liên quan đến việc là thực tiễn giải quyết tranh chấp của VIAC liên quan đến vấn đề là áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tôi xin lưu ý đây chỉ là những số liệu không chính thức thôi. Thì tôi trước khi bắt đầu chủ đề ngày hôm nay thì tôi đã rà soát lại các cái vụ tranh chấp mà tôi đã thụ lý trong khoảng gần 10 năm qua để xem là cái số lượng biện pháp khẩn cấp tạm thời được nêu ra là bao nhiêu. Thì sau khi rà soát thì thấy được rằng là đến nhanh thì sơ bộ chỉ có khoảng 10 vụ tranh chấp có liên quan đến vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Và 10 vụ tranh chấp này thì chiếm khoảng là 2 đến 3% trong số những vụ mà tôi đã làm. Hay nói nôm na là nếu như tôi làm 100 vụ thì chỉ có khoảng 2 đến 3 vụ là có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, hay nói hơn là có đặt ra vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Như vậy thì đến cuối cùng thì tính đi tính lại thì cũng chỉ được khoảng gần 10 vụ là có biện pháp khẩn cấp tạm thời thôi. Thì tôi đánh giá sơ bộ thì con số này là tương đối là ít, thì nó chỉ tương ứng khoảng 2 đến 3%. Thì cũng có tham vấn thêm ý kiến của một số đồng nghiệp để tăng lên cái tính khách quan về số liệu. Thì các đồng nghiệp của tôi cũng cho biết rằng là cái số lượng vụ việc có liên quan tới áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là chắc chắn là không bao giờ đến 10% tổng số vụ mà họ đã làm, nó chỉ khoảng 5% hoặc ít hơn thôi. Thậm chí là trong số những vụ mà có liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời này thì đa số vụ là không được áp dụng. Như vậy tính đi tính lại thì số liệu chung, một số liệu không chính thức, là khoảng dưới 5% các vụ có liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vậy thì tôi cũng khá là tò mò là lý do vì sao mà số lượng nó lại ít như vậy. Tôi xin tạm thời đã bỏ qua những yếu tố liên quan đến vấn đề là tính chất của tranh chấp hay là tính chất của loại vụ, bởi vì chủ đề hôm nay chúng ta chỉ bàn đến biện pháp khẩn cấp tạm thời thôi. Thì tôi muốn tìm hiểu xem là liệu rằng pháp luật trọng tài thương mại của chúng ta có vấn đề gì không, có một cản trở gì không mà tại sao cái số liệu nó lại ít như vậy. Thì để giải quyết được câu hỏi này thì tôi làm một phép so sánh, một phép so sánh giữa ba đối tượng sau để xem là câu chuyện ở đây là gì. Tôi so sánh với ba đối tượng gồm thứ nhất là pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, đối tượng thứ hai là luật mẫu, và đối tượng so sánh thứ ba là các quy tắc của một số tổ chức trọng tài nổi tiếng trên thế giới, như là quy tắc của CIAC là trung tâm trọng tài quốc tế Singapore, hay là quy tắc của ICC là của phòng thương mại quốc tế. Tôi so sánh như vậy để tìm ra được một câu hỏi là đến cuối cùng thì cái vị trí của pháp luật trọng tài thương mại là ở đâu so với pháp luật của thế giới. Thì tôi sẽ xin báo cáo nhanh về cái kết quả mà sau khi tôi đã so sánh như sau. Thứ nhất là liên quan đến cái vấn đề là số lượng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đây là điều đầu tiên để mà tôi tiến hành cái việc so sánh. Thì thấy rằng là số lượng biện pháp khẩn cấp tạm thời hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam là 6 biện pháp, hay nói đúng hơn là 6 nhóm biện pháp được quy định tại điều 49 của luật trọng tài thương mại. Thì liệu rằng là luật mẫu với cả quy tắc của CIAC, ICC người ta có quy định số lượng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhiều hơn so với luật trọng tài Việt Nam hay không? Thì tôi đã xem điều 17 của luật mẫu. Điều 17 của luật mẫu chỉ cung cấp ra 4 nhóm biện pháp khẩn cấp tạm thời thôi. Tức là nếu như xét về mặt số lượng thì có thể tạm coi như là pháp luật trọng tài Việt Nam hiện nay đang quy định nhiều hơn so với luật mẫu về số lượng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Để khách quan hơn thì tôi tiếp tục tìm xem là liệu rằng quy tắc của CIAC và ICC quy định bao nhiêu biện pháp, để xem là đến cuối cùng thì bao nhiêu biện pháp sẽ là phù hợp. Thì cũng khá là bất ngờ là CIAC và ICC
thì người ta không nêu một nhóm biện pháp được các tạm thời cụ thể nào cả. Người ta sẽ chỉ nêu rất chung chung thôi là hội đồng trọng tài có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà hội đồng trọng tài cho là phù hợp. Họ chỉ nêu chung chung vậy thôi chứ họ không nêu ra các cái số lượng cụ thể. Thì nếu như xét về mặt số lượng thì có vẻ như là pháp luật trọng tài thương mại của chúng ta đang chiếm ưu thế vì chúng ta đang quy định một cách cụ thể và đa dạng hơn. Tạm thời nhìn là như vậy. Nhưng mà nhìn kỹ ra thì sẽ thấy rằng là luật mẫu bên cạnh cái việc là quy định số lượng về biện pháp khẩn cấp tạm thời, người ta còn có thêm một cái cơ chế gọi là cơ chế preliminary order. Preliminary order là một những cái biện pháp mà đi kèm với cả các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Cái preliminary order này nó không phải biện pháp khẩn cấp tạm thời. Hiểu không nào, nó là những cái chỉ thị về những cái công việc cần phải làm để đảm bảo rằng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy nó sẽ được tiến hành một cách thuận lợi mà không gặp bất kỳ một cản trở nào. Thì vấn đề này sẽ tôi biết là các diễn giả sau tôi sẽ trình bày cụ thể hơn nên tôi chỉ nêu ra để các vị có một cái đánh giá sơ bộ thôi. Thì như vậy về số lượng thì tạm thời là luật trọng tài thương mại Việt Nam tôi đang thấy là đang chiếm ưu thế. Bây giờ về đối với vấn đề về điều kiện áp dụng của các biện pháp khẩn cấp tạm thời thì sao? Đối với những người mà làm thực tiễn gồm các trọng tài viên hay là luật sư bảo vệ của các bên thì tôi tin rằng là cái điều kiện áp dụng của từng biện pháp khẩn cấp tạm thời là những điều kiện vô cùng quan trọng khi chúng ta quyết định về việc có yêu cầu áp dụng hay không yêu cầu áp dụng. Bởi lẽ nếu như mà chúng ta muốn áp dụng một biện pháp nhất định, chúng ta phải đảm bảo rằng những cái điều kiện đó phải được đáp ứng trong cái vụ tranh chấp của mình thì mới có thể tư vấn cho khách hàng áp dụng được. Và hội đồng trọng tài khi xem xét thì người ta cũng phải xem là cái yêu cầu này của nguyên đơn và bị đơn nó có căn cứ hay không, có thể áp dụng được hay không thì người ta mới đưa ra được một cái quyết định một cách công bằng và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Tôi xin lưu ý là trong thực tế để mà áp dụng được biện pháp khẩn cấp tạm thời thì cái bên yêu cầu ấy, thông thường là phải nộp một cái khoản tiền bảo đảm vào để tránh cái việc lạm dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều này để nói lên rằng cái tính quan trọng để chúng ta nghiên cứu xem điều kiện của biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì trong cả ba đối tượng so sánh mà tôi nêu trên. Thì khá là bất ngờ là luật trọng tài thương mại của chúng ta hiện nay nó chỉ nêu tên 6 biện pháp và không có bất kỳ một cái giải thích, một cái định nghĩa hay nếu không có bất kỳ một cái điều kiện áp dụng nào đối với từng biện pháp cả. Luật trọng tài thương mại chỉ nêu chung chung là hội đồng trọng tài nếu mà thấy cần thiết, hợp lý, có chứng cứ đầy đủ, chính đáng thì hội đồng trọng tài áp dụng mà không giải thích là thế nào gọi là chính đáng, thế nào gọi là hợp lý. Nhìn sang luật mẫu thì có vẻ như đối với tiêu chí này luật mẫu đang có những ưu thế nhất định vì luật mẫu đã đưa ra hai điều kiện để mà áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều kiện thứ nhất đó là hội đồng trọng tài phải cân nhắc và đảm bảo rằng là cái việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này sẽ không gây ra thiệt hại, hoặc nếu có thiệt hại thì cái thiệt hại này nó sẽ nhỏ hơn so với việc là những cái thiệt hại mà xảy ra khi không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thì đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là hội đồng trọng tài phải nhìn thấy một cái khả năng nhất định rằng là bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời họ có thể thành công ở một phần nào đó trong vấn đề liên quan đến nội dung. Cái điều kiện thứ hai này sẽ do các diễn giả sau tôi trình bày cho nên tôi xin phép không đi sâu vào. Vậy thì giữa luật trọng tài thương mại và luật mẫu hiện nay đang có khác biệt nhau về cái vấn đề quy định liên quan đến điều kiện áp dụng. Vậy tôi muốn thử tìm xem liệu rằng CAPT và ICC thì sẽ quy định như thế nào. Xem CAPT, ICC cái quy định giống với luật trọng tài thương mại Việt Nam hay là giống với luật mẫu. Và sau khi tôi nghiên cứu thì tôi thấy rằng là CAPT, ICC quy định giống với luật trọng tài thương mại Việt Nam chứ không phải giống với luật mẫu. Họ cũng gần như là dành quyền tối đa cho hội đồng trọng tài trong cái việc là đưa ra quyết định, đưa ra nhận định xem là có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không mà không có những cái quy định cụ thể về điều kiện áp dụng. Ngoài vấn đề về điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì có một quy chế liên có một cái cơ chế liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời mà chỉ có CAPT và ICC có, trong khi là luật trọng tài thương mại và luật mẫu không có. Từ đối với những cái tiêu chí so sánh ở trên thì có những tiêu chí thì là luật mẫu có những tiêu chí là luật trọng tài thương mại Việt Nam có. Nhưng mà đối với vấn đề về trọng tài viên khẩn cấp thì sao? Đối với vấn đề về trọng tài viên khẩn cấp thì tôi khẳng định là hiện nay là luật trọng tài Việt Nam chưa có quy định và luật mẫu cũng chưa có quy định. Tôi sẽ xin nói qua thế nào là gọi là trọng tài viên khẩn cấp. Thì đối với luật trọng tài thương mại Việt Nam hiện nay, khi một bên muốn yêu cầu là áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải chờ đến khi hội đồng trọng tài thành lập rồi thì hội đồng trọng tài mới xem xét và giải quyết cái yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. Vậy câu hỏi đặt ra là trước khi hội đồng trọng tài thành lập
mà các bên muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại Việt Nam thì các bên phải làm như thế nào? Thì trên thực tiễn, đối với trường hợp này và cũng như theo quy định, các bên bắt buộc phải mang ra tòa án để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi hội đồng trọng tài thành lập theo quy định của pháp luật trọng tài Việt Nam. Và bản thân tôi cũng đã tư vấn cho rất nhiều các bên, khi mà họ muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là hãy mang ra tòa khi mà hội đồng trọng tài thành lập, vì đây là biện pháp khẩn cấp tạm thời, làm sao chúng ta có thể chờ đến khi hội đồng thành lập rồi chúng ta mới áp dụng thì nó có còn cái tính khẩn cấp không, mà muốn áp dụng ngay lúc này thì phải mang ra tòa án. Và quy tắc của luật trọng tài thương mại Việt Nam và luật mẫu quy định tương đối giống nhau về vấn đề này, nhưng CIAC và ICC thì không. CIAC và ICC đưa ra một cơ chế gọi là trọng tài viên khẩn cấp, và khi đó họ cho phép rằng là khi hội đồng trọng tài chưa thành lập mà các bên vẫn muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại trọng tài thì họ có quyền yêu cầu các trung tâm trọng tài này chỉ định ra một trọng tài viên khẩn cấp. Trọng tài viên khẩn cấp này sẽ chỉ có thẩm quyền trong cái việc là giải quyết yêu cầu áp dụng khẩn cấp tạm thời này thôi, và sau này khi giải quyết xong biện pháp đấy hoặc là khi hội đồng trọng tài thành lập thì trọng tài viên khẩn cấp sẽ chấm dứt cái sự tồn tại của mình với tư cách là trọng tài viên khẩn cấp. Thì đây là một cơ chế tôi cho rất là tiến bộ, và luật trọng tài thương mại Việt Nam nên cân nhắc trong các lần sửa đổi tiếp theo. Và cái điểm cuối cùng thì như ở trên tôi đã nói là có những điểm thì là luật mẫu chỉ có luật mẫu có những điểm chỉ có CIAC và ICC có. Vậy thì liệu rằng có một cái điểm nào về biện pháp khẩn cấp tạm thời mà chỉ có luật trọng tài thương mại Việt Nam có trong khi những không có hay không? Theo quý vị là có hay không? Tôi khẳng định là có một vấn đề mà tôi là chỉ có luật trọng tài thương mại Việt Nam có, đó là trách nhiệm pháp lý của trọng tài viên liên quan đến vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều này nghĩa là gì ạ? Tại khoản 5 điều 49 luật trọng tài thương mại quy định như sau: nếu như mà hội đồng trọng tài áp dụng vượt mức hoặc không đúng đối với cái yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà các bên đã nêu thì bên bị thiệt hại có quyền khởi kiện hội đồng trọng tài để mà yêu cầu bồi thường thiệt hại. Như vậy pháp luật trọng tài Việt Nam đang đặt ra một trách nhiệm pháp lý tương đối nặng nề đối với hội đồng trọng tài trong cái việc là áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, trong khi mà trên thực tiễn thế giới theo như tôi tìm hiểu thì người ta đang theo cái xu hướng là miễn trừ trách nhiệm cho trọng tài viên chứ không phải là theo hướng là đang ràng buộc trách nhiệm của hội đồng của trọng tài viên cũng như là hội đồng trọng tài. Thì riêng về điểm trách nhiệm pháp lý này thì chỉ có luật trọng tài thương mại Việt Nam có, mà CIAC, ICC, luật mẫu cũng như là một số quy định của một số tổ chức thế giới khác tôi tìm hiểu thì cũng đều không có. Như vậy qua cái đánh giá sơ bộ kia thì tôi cảm nhận được rằng là cả luật trọng tài thương mại cũng có những ưu điểm của nó, cũng có những nhược điểm của nó, và cả luật mẫu cũng thế, CIAC, ICC cũng vậy. Và có thể khẳng định sơ bộ rằng là với những so sánh này thì chúng ta chưa thể đưa ra được một cái nhìn xem liệu rằng luật trọng tài thương mại Việt Nam có vấn đề hay không và cần sửa đổi hay không. Do vậy, trong khoảng 5-6 phút phần cuối cùng tôi xin trình bày với quý vị một tình huống thực tiễn mà tôi đã làm, một vụ tranh chấp thực tế mà tôi đã thụ lý và hỗ trợ hội đồng tài liên quan vấn đề áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, để các vị cùng tôi suy nghĩ xem là với tình huống thực tiễn như thế nó là một sự kiểm chứng của vấn đề pháp lý và vấn đề lý luận, xem là liệu rằng luật trọng tài thương mại có cần phải sửa đổi hay không. Tình huống như sau ạ. Vào một buổi chiều ngày 29 tháng 12 của một năm nào đó thì khi mà tôi chuẩn bị ra về thì nhận được một đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nếu như các anh chị tinh ý thì anh chị có thể để ý rằng có một cái điểm rất khẩn cấp ở trong cái tình huống này, đó là cái ngày mà tôi nhận được là ngày 29 tháng 12, tức là chỉ còn ngày 30 và ngày 31 nữa thôi là chúng ta được nghỉ Tết Dương lịch rồi. Theo luật trọng tài thương mại thì tôi sẽ có 3 ngày để giải quyết cái đơn yêu cầu này, 3 ngày làm việc. Nhưng mà thực tế là tôi chỉ còn đúng ngày 30 với 31 thôi, vì cái ngày tôi nhận được đơn đã là ngày 29 tháng 12 rồi. Luật trọng tài thương mại là quy định rằng trong 3 ngày làm việc thì cứ cho là ngày mùng 1 tháng 1 của năm tiếp theo thì không phải là ngày làm việc đi, thì tôi có thể chờ đến ngày mùng 5, mùng 6 gì đấy sau khi hết kết thúc được kỳ nghỉ lễ. Nhưng nếu như mà cùng một cái đơn yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời mà tôi để đến hơn một tuần sau tôi mới đưa ra quyết định thì liệu rằng nó còn đáp ứng được tính khẩn cấp hay không? Cho nên là ban thư ký lúc đó, mặc dù buổi chiều ngày 29 tháng 12 nhận được đơn, nhưng mà cũng đã nhận định rằng là trong mọi trường hợp phải làm xong vấn đề này trong ngày 31 tháng 12 để đáp ứng cái tính khẩn cấp của các bên. Như vậy mặc dù tôi có 3 ngày nhưng mà bây giờ rút xuống chỉ còn 2 ngày là 30 và 29 và 30 thôi. Xin lỗi, là 30 và 31 tháng 12 thôi. Như vậy là đây là mức độ đầu tiên của tính khẩn cấp.
Nhưng mà mọi chuyện nó không dừng lại như vậy, mọi chuyện nó còn khẩn cấp ở mức độ 2 hơn nữa. Tức là thông thường ấy, cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là phải có 3 trọng tài viên cùng ký vào cái quyết định đó, dù có hay không áp dụng. Nhưng vấn đề ở đây là trong 3 trọng tài viên ấy, thì có 2 trọng tài viên là người ta đang ở nước ngoài rồi, người ta đã đi nghỉ Tết rồi, nghỉ Tết Dương rồi, thì tôi không thể nào mà lấy được chữ ký của các trọng tài viên ở nước ngoài đó được. Như vậy chỉ còn lại duy nhất một người, chỉ còn lại duy nhất một trọng tài viên đang ở Việt Nam. Nhưng mà rất không may cho ban thư ký lúc đó trong cái việc hỗ trợ hội đồng trọng tài là mặc dù trọng tài viên này vẫn đang ở Việt Nam nhưng mà người ta cũng chỉ ở nốt ngày 30 tháng 12 thôi. Đến sáng ngày 31 là người ta cũng lại lên đường, người ta đi du lịch rồi. Như vậy là tiếp tục cái tính khẩn cấp được nâng lên ở mức độ 2 khi mà chúng tôi chỉ còn đúng một ngày để làm việc. Và cũng không dừng lại ở đây. Đã có mức độ khẩn cấp nó tăng lên mức độ 2 rồi nhưng vẫn không dừng lại ở đây. Mức độ khẩn cấp tăng lên mức độ 3 khi mà cái yêu cầu mà bên nguyên đơn người ta đưa ra chính là yêu cầu về tạm thời về việc trả tiền. Tôi xin nhắc lại là cái yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp ở đây là yêu cầu quy định tại điểm D khoản 2 điều 48 luật trọng tài thương mại. Đó là yêu cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các bên. Tại sao tôi lại đưa cái biện pháp này là mức độ 3 về cái tính khẩn cấp? Bởi lẽ nếu các chị làm cái bảng so sánh sẽ thấy là cái yêu cầu này không hề xuất hiện trong luật mẫu, không hề xuất hiện trong các quy tắc của ITC hay SIGAC và thậm chí cũng không hề xuất hiện trong bộ luật tố tụng dân sự của Việt Nam. Hay nói khác là hội đồng trọng tài chỉ có một cái tên là yêu cầu tạm thời về việc trả tiền thôi và không hề có bất kỳ một cái căn cứ, một cái điều kiện hay một cái hướng dẫn, một cái giải thích nào để áp dụng cái yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này. Tôi đã tham khảo một số thực tiễn tại tòa án thì có 2 tòa án đưa ra 2 quan điểm khác nhau liên quan đến cái vấn đề về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này. Có tòa án người ta cho rằng là đối với yêu cầu này thì không có bất kỳ một văn bản hướng dẫn nào, cho nên là tòa án này đã bác yêu cầu. Có một số tòa án khác thì người ta vẫn chấp nhận yêu cầu nhưng người ta áp dụng một cách khá, theo tôi cảm nhận là khá là thiếu căn cứ, khiến cho cái bị đơn trong cái vụ mà tòa án áp dụng cái biện pháp này người ta cảm thấy rất bức xúc. Ta nói rằng là tại sao lại yêu cầu tôi phải tạm thời trả tiền cho người ta, rõ ràng giữa tôi và người ta đang tranh nhau một cái khoản tiền này. Ông chưa đưa ra phán quyết trọng tài mà ông đã đưa ra một biện pháp khẩn cấp tạm thời để buộc tôi phải trả tiền cho người ta rồi. Thì cái điều này là bên bị đơn đó, là cái bên bị thiệt hại trong vụ này người ta rất là bức xúc và người ta đã khiếu nại rất là mạnh. Thì quay trở lại với tình huống của chúng ta, như vậy là hội đồng trọng tài và ban thư ký lúc này chỉ có một ngày làm việc, trong khi là phải đưa ra một quyết định về việc làm thế nào để xử lý một yêu cầu vô cùng khó khăn này. Thì rất may là đến cuối cùng, thì đến cuối ngày 30 tháng 12 hôm đó thì nguyên đơn người ta đã rút yêu cầu này. Người ta đã rút yêu cầu này, cho nên là hội đồng trọng tài và ban thư ký lúc đấy thì cũng mặc dù là cảm thấy là tiếc vì không có cách nào để chúng ta đi sâu hơn về vấn đề này, nhưng mà cũng mừng vì là người ta đã rút rồi thì cũng đỡ phải làm. Nói thẳng ra là đỡ phải làm, vì cố tiếp tục làm thì không biết là căn cứ vào đâu để mà làm. Nhưng mà bây giờ khi mà ngồi nghĩ lại thì tôi lại thấy rằng là giả sử như là nguyên đơn lúc đấy mà người ta không rút đơn mà hội đồng vẫn phải đưa ra một cái quyết định về việc có áp dụng hay không áp dụng cái biện pháp này, thì chúng ta hoàn toàn có một cái hướng nữa là chúng ta thử tìm xem trên thế giới hiện nay có một cái văn bản nào của một tổ chức uy tín nào người ta giải thích về cái phương pháp này không. Tôi chắc chắn rằng là các nhà làm luật khi đưa cái biện pháp này vào là các nhà làm luật đã tham khảo những thực tiễn quốc tế, những kinh nghiệm quốc tế rồi người ta mới đưa vào, chứ không phải tự nhiên người ta nghĩ ra người ta đưa vào. Thì tôi có tham khảo và thấy rằng là có một cái bản hướng dẫn về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Viện Trọng tài London. Viện Trọng tài London là một tổ chức rất uy tín trên thế giới trong cái việc là đào tạo trọng tài, thì người ta ban hành ra một cái bản hướng dẫn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và trong đó có một hướng dẫn liên quan đến việc áp dụng cái biện pháp là yêu cầu tạm thời về việc trả tiền, chính là cái biện pháp mà chúng tôi ta đang làm việc ở đây. Bản hướng dẫn này quy định như sau ạ. Trọng tài viên có thể áp dụng biện pháp tạm thời về việc trả tiền nếu có căn cứ cho rằng điều này là cần thiết để người nộp đơn có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình hoặc điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện một dự án cụ thể. Trước khi áp dụng, trọng tài viên cần phải xác định rõ ràng rằng bên nhận tiền có quyền chính đáng được nhận khoản tiền này, thì khi đó trọng tài viên mới có quyền đưa ra quyết định về việc áp dụng hay là không áp dụng. Thì nếu như mà nguyên đơn trong vụ đó mà người ta không rút đơn thì tôi sẽ đề nghị hội đồng trọng tài là tham khảo cái hướng dẫn này để đưa ra quyết định của mình liên quan đến vấn đề này. Như vậy là đến bây giờ khi mà nhìn lại cái câu chuyện này thì tôi mới giật mình nhận ra rằng là có vẻ như luật trọng tài của chúng ta còn thiếu rất nhiều, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc
quy định cụ thể về điều kiện áp dụng từng biện pháp cần có tạm thời cũng như là các quy chế liên quan đến trọng tài viên khẩn cấp. Và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ góp sức, sẽ góp thêm tiếng nói để đưa cái vấn đề này vào trong luật trọng tài thương mại được sửa đổi trong thời gian tới đây. Và tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn anh chị. Ơn anh chủ bài chương trình, một bài trình bày rất là hay và cũng rất là xúc tích để đầy đủ các vấn đề mà chúng ta sẽ chính sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu thông qua các bài thuyết trình của các diễn giả tiếp theo. Anh với anh sẽ giới thiệu tiếp theo, là em giới thiệu ạ. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn anh Quang. Thực ra thì liên quan đến cái phần biện pháp khẩn cấp tạm thời này thì cũng phải giải thích thêm cho mọi người hiểu rằng là cái dự thảo của ban soạn thảo Bộ luật gia Việt Nam trình cho cơ quan thẩm định là Ủy ban Tư pháp Quốc hội nó không giống như là cái luật ban hành sau này, mà cái dự thảo ban đầu là hoàn toàn dựa trên cơ sở các điều khoản của luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế. Tuy nhiên khi mà đưa ra thẩm định ấy, thì các cơ quan thẩm định thấy rằng là nếu như áp dụng theo luật mẫu ấy, thì cơ quan thi hành án Việt Nam vốn là chỉ quen cưỡng chế thi hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa án, người ta không thể thực hiện được. Cho nên là cái chương biện pháp khẩn cấp tạm thời trong cái luật trọng tài thương mại 2010 là được sao chép theo thiết kế của cái quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong bộ luật tố tụng dân sự. Thì cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Vấn đề chúng ta ở đây là cái hệ quả của sự khác biệt đó gây ra những vấn đề gì và làm sao để sửa nó, chứ không phải là không ấy. Thì cái diễn giả thứ hai tiếp theo là luật sư Lê Bá Thành Trung. Luật sư Lê Bá Thành Trung là luật sư điều hành, thành viên điều hành công ty luật trách nhiệm hạn xây dựng Việt Nam CLVN. Luật sư Trung thì đồng thời là trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề luật tại Việt Nam và một số quốc gia, và ông đã có bằng thạc sĩ luật tại trường luật Đức Hoa Kỳ, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của phòng thương mại công nghiệp Paris, IAC Paris. Và từ năm 2020 đến nay thì ông đang là nghiên cứu sinh trong chương trình tiến sĩ khoa pháp lý SJD của trường luật Đức. Thì luật sư Lê Bá Thành Trung sẽ đi vào phân tích những cái so sánh cụ thể liên quan đến sự khác biệt giữa biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật trọng tài thương mại 2010 của Việt Nam với cả cái quy định cụ thể của luật mẫu, đặc biệt là quy định số 17A và điều 26 khoản 3 trong quy tắc trọng tài của Washington. Xin mời anh Trung ạ, cố gắng nói gọn trong vòng 15 20 phút Trung nhé. Dạ vâng ạ, dạ, em cảm ơn anh Dũng, em cảm ơn hai anh Dũng. Xin chào tất cả các bạn, rất vui là được gặp lại các bạn trong cái chuỗi series này. Và cũng rất là cảm ơn Quang, lần nào nghe Quang nói thì mình cũng rất là cuốn hút vì là quá nhiều thông tin và rất là có kinh nghiệm. Thì như anh Dũng đã giới thiệu thì là tiếp theo cái phần trình bày tổng quan của Quang thì là mình xin đi sâu vào hai vấn đề mà Quang cũng đã có nói rồi, mình nghĩ là sẽ đi sâu thêm một chút. Là điểm thứ nhất là liên quan đến cái điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, và cái vấn đề thứ hai nữa tức là các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng như là cái thẩm quyền của tòa của hội đồng trọng tài khi mà áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong cái nhìn so sánh giữa cái luật trọng tài thương mại 2010 và cái luật mẫu cũng như là quy tắc trọng tài của Trang. Thì như là Quang có trình bày thì là chúng ta được biết là ở trong luật mẫu điều 17A và trong quy tắc trọng tài Unsichuan điều 26.3 thì có đưa ra một cái quy định khá là rõ ràng và chi tiết về cái điều kiện để có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, như là một bên phải có khả năng hợp lý là cái bên yêu cầu là sẽ thắng, và cái điều kiện là nếu mà không áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời đó thì sẽ có cái thiệt hại mà không thể khắc phục bằng một cái phán quyết bồi thường thiệt hại, và cái tổn hại thì nó sẽ lớn hơn là cái trường hợp là không áp dụng. Thì trong cái hoạt động về trọng tài thương mại quốc tế thì cái bài test này được được công nhận và áp dụng, mình nghĩ là khá là phổ biến. Bây giờ nhìn lại đến cái luật trọng tài thương mại của Việt Nam thì như là Quang có nói là nó cũng không có một cái điều khoản nào rõ ràng về cái là điều kiện cho việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cả. Nhưng mà nếu mà mình đọc đọc một cách chi tiết ở trong cái điều 49, 49.1, 49.3, 49.4 thì mình sẽ lọc được ra là có ba cái điều kiện. Một cái điều kiện đầu tiên là phải có một cái yêu cầu từ đương sự. Là trọng tài thì sẽ không bao giờ được là chủ động, dù là mình thấy cần thiết đến mấy mình cũng không thể nào mà chủ động được. Cho nên điều kiện đầu tiên là có yêu cầu của đương sự. Yêu cầu thứ hai thì mình thấy rằng là phải
chưa có bên đương sự nào yêu cầu tòa án áp dụng cả. Trong trường hợp này, nếu mà đã có yêu cầu tòa án thì là hội đồng trọng tài phải phải rút lui. Nó khác với cả cái việc mà phân định thẩm quyền, khi mà xác định là cả hai bên cùng có thể có thẩm quyền thì là tòa án rút lui. Thế còn trong trường hợp này là nếu mà một bên đã yêu cầu tòa án thì là hội đồng trọng tài rút lui. Điều kiện thứ ba nữa là đã cái bên yêu cầu đã thực hiện cái nghĩa vụ đảm bảo về tài chính. Thì trong ba cái điều kiện này thì có vẻ như là chỉ là các cái vấn đề thủ tục thôi, bởi vì bản thân kể cả cái vấn đề mà đảm bảo tài chính thì nó cũng là chỉ khi mà hội đồng trọng tài yêu cầu và nó vẫn chưa xử lý được cái vấn đề cốt lõi là điều kiện thực tế về mặt nội dung để mà áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời mà một bên yêu cầu. Thì đọc tiếp đến cái điều 50 về thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì ở cuối cái điều 50.2 chỉ có một yêu cầu là kèm theo đơn yêu cầu thì là bên yêu cầu phải cung cấp cho hội đồng trọng tài chứng cứ để chứng minh cho sự cần thiết phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thì về mặt ngôn ngữ cũng như là về mặt thực tiễn với cái vai trò là trọng tài viên một hội đồng trọng tài thì mình thấy rằng là đây chính là cái điều kiện về mặt nội dung bên cạnh những cái điều kiện về mặt hình thức khác như là mình vừa trình bày, thì đây chính là cái điều kiện về mặt nội dung để mà hội đồng trọng tài xem xét là có chấp nhận hay là không chấp nhận yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thế tuy nhiên là nếu mà nói về cái yêu cầu nội dung này thì tất cả chỉ xoay quanh cái vấn đề là cần thiết hay không cần thiết, và theo mình là như vậy là quá rộng và rất là khó trên thực tế để mà có thể gọi là biết là căn cứ vào đâu để một hội đồng trọng tài có thể phân tích rồi tìm hiểu các bằng chứng chứng minh các cái tài liệu để mà nói là cần thiết hay không cần thiết, bởi vì nó rộng quá. Chính vì thế nên là theo quan điểm của mình là nếu mà cái lần tới mà có cái sửa cái luật trọng tài thương mại thì có lẽ là nên sửa cái vấn đề này, quy định rõ hơn, chi tiết hơn là cái điều kiện để mà áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Và theo quan điểm cá nhân của mình thì là nên tham khảo cái điều kiện mà như là luật mẫu có quy định, bởi vì cái điều kiện đấy thì là theo mình là cũng đã rõ ràng và được áp dụng phổ biến trong cái thế giới của trọng tài thương mại quốc tế. Thì đấy là nghĩ là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà theo mình cũng rất là quan trọng và như Quang cũng đã trình bày một cách sơ lược đấy, tức là cái vấn đề thẩm quyền của đồng trọng tài trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, hay nói cách khác là các loại biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được yêu cầu. Thì theo mình là ở đây là cái vấn đề nó phức tạp hơn cả cái vấn đề về điều kiện áp dụng nữa, bởi vì là nó có nhiều cái cách nhìn nhận về vấn đề này, và cái nhiều cái cách nhìn nhận đấy thì có thể thấy rằng ngay là nó có hai cái luồng quan điểm. Luồng quan điểm thứ nhất thì bảo rằng là không cần cái giới hạn nào cả, hội đồng trọng tài tự cân nhắc và xem xét, nếu mà thấy cần thiết, nếu thấy đủ điều kiện thì cứ áp dụng và không có một cái giới hạn nào cả về thẩm quyền hội đồng trọng tài. Thế còn cái hướng thứ hai thì là phải có một số những cái tiêu chí, một cái giới hạn, một số những giới hạn mà hội đồng trọng tài có thể quy định, chứ không thể nào mà muốn quy định cái gì thì quy định. Và cái điều hơn nữa tức là ngoài tất cả những cái vấn đề về về khoa học pháp lý thì có một cái điều kiện như là anh Dũng nói đấy, tức là nó còn là cái điều kiện về thực tiễn của nó nữa. Nếu mà cứ quy định thật là rộng, quy định mà những cái biện pháp mà rất là xa lạ nhá, thì cái khả năng mà được 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 áp dụng trên thực tế, được được các cơ quan thi hành án thì nó còn khó khăn hơn nữa, bởi vì là nó sẽ càng xa lạ với cả cái hệ thống pháp luật về tố tụng dân sự của mình. Cái việc mà cân nhắc và trao đổi giữa hai cái luồng quan điểm này thì theo mình là nó không chỉ ở Việt Nam đâu, mà bản thân khi mà chúng ta xem xét về cái sự phát triển của luật mẫu thì cũng thấy được cái câu chuyện này. Cái quy định tại cái luật mẫu cái phiên bản 1985 thì là đi theo cái hướng là không có giới hạn và hội đồng trọng tài thì có thể cân nhắc và áp dụng bất cứ cái biện pháp nào mà hội đồng trọng tài thấy là cần thiết. Và cái cách mà quy định không giới hạn này cũng vẫn đang được duy trì ở trong cái quy tắc trọng tài của UCITRAN, tức là quy tắc trọng tài thì có đưa ra một số những biện pháp nhưng mà nói rằng là cái đây là danh sách mở và hội đồng trọng tài thì vẫn có quyền là lựa chọn các biện pháp khác.
Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn vào cái luật mẫu của Constitution cái phiên bản 206 thì chúng ta thấy rằng là cái cách quy định thì lại khác. Cái cách quy định thì lại đưa ra bốn cái nhóm biện pháp khẩn cấp tạm thời như là Quang có nói, chứ không còn là duy trì cái ngôn ngữ theo cái cách là một cái cánh cửa mở hoàn toàn như là cái phiên bản 1985 nữa. Và trong những cái bình luận của giới nghiên cứu giới học giả thì và những cái người mà có quan tâm theo dõi thì thấy rằng là đây là một cái sự sửa đổi rất là có chủ đích, và cái chủ đích ở đây chính là cái việc là không còn để cho hội đồng trọng tài cái thẩm quyền hoàn toàn quyết định bất cứ một cái biện pháp khẩn cấp tạm thời nào mà hội đồng trọng tài cân nhắc nữa. Thì nói như vậy thì có liệu có phải rằng là hiện nay là chúng ta là còn rộng hơn với cả cái luật mẫu hay không? Luật mẫu thì như là Quang nói là chỉ có bốn bốn nhóm, còn hiện tại chúng ta có 6 nhóm, thì có phải là chúng ta đang rộng hơn và như thế rằng là không còn gì để bàn cãi, không còn gì là phải lo lắng nữa hay không? Là cái vấn đề này như thế là đã là quá là rộng mở và quá là hỗ trợ cái trọng tài rồi. Thì như vậy thì mình nghĩ rằng là sẽ phải đi chi tiết thêm một chút về cái ngôn ngữ và cái phạm vi của từng cái nhóm này để so sánh, thì là mình mới thấy được là nó rộng hơn hay nó hẹp hơn hay là nó đã đủ chưa, tức là 6 cái nhóm hiện tại mà điều của luật trọng tài thương mại chúng ta quy định thì nó đã đủ hay chưa. Thì trước khi mà đi so sánh cái ngôn ngữ cụ thể của cái một số cái biện pháp trong luật trọng tài thương mại với cả cái luật mẫu thì là mình cũng chia sẻ là có trên thực tế là mình đã làm khi mà làm với cả vai trò là trọng tài viên thì là thấy rằng là có hai cái biện pháp mà trong 6 cái biện pháp đấy hay được sử dụng và cũng là cái biện pháp mà gây cái nhiều cái băn khoăn khi mà thực tiễn áp dụng. Thì trong 6 cái nhóm đấy thì có hai nhóm là thứ nhất là cấm hoặc buộc bất kỳ bên tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài. Đấy là một nhóm. Và cái nhóm thứ hai là yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản của một hoặc các bên tranh chấp. Thì đây là hai cái nhóm mà mình đã gặp trên thực tế. Thế thì bây giờ mình thử phân tích cái quy định của hai cái nhóm này để thấy rằng là nó trên thực tế thì nó vận hành như thế nào. Thì nếu mà với cái nhóm thứ nhất thì khi mà mình nói rằng là cấm hoặc buộc thực hiện một bên thực hiện một số hành vi nhất định thì cái phạm vi ban đầu là mở ra là rất là rộng. Mình đã được trên thực tế thì có một cái vụ việc là nó một bên thì dựa vào cái điều khoản này để nói rằng là phải cái bên còn lại là phải cung cấp một số những cái thông tin, số tài liệu để phục vụ cho cái quá trình xét xử. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta thấy thì ở đây là cái biện pháp này tự nó lại có một cái điều kiện gắn vào nó. Từ cái điều kiện ở đây là phải có cái ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài. Và quá trình tố tụng trọng tài ở đây thì có một cái quan điểm khá là phổ biến thì nói rằng là cái ảnh hưởng đến quá trình tố tụng trọng tài ấy, là các ảnh hưởng mà khiến cho thủ tục trọng tài bị cản trở, gặp khó khăn để vận hành đúng trình tự thủ tục quy định tại quy tắc của trọng tài, luật trọng tài thương mại hoặc thỏa thuận các bên thôi, chứ không phải là mọi vấn đề gì. Thế nên là nếu mà các bên tranh chấp mà không chứng minh được là cái việc mà không có cái tài liệu đó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà vận hành quy trình thủ tục tại quy tắc trung tâm trọng tài này, luật trọng tài thương mại hay quả thỏa thuận các bên, tức là nói cách khác là không chứng minh được là nó ảnh hưởng bất lợi trong quá trình tố tụng trọng tài ấy, thì cũng không viện dẫn được cái căn cứ này, và do vậy là hội đồng trọng tài là không có cái căn cứ để mà áp dụng cái biện pháp đó, bởi vì là như là đã nói ở trên là cái cách mà luật trọng tài thương mại hiện tại chúng ta quy định là 6 biện pháp này là 6 biện pháp đóng, và nếu mà đi ra khỏi cái 6 biện pháp này thì thậm chí là hội đồng trọng tài viên có thể bị kiện nữa. Theo điều 49.5 nói rằng là nếu hội đồng trọng tài mà áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác thì là có thể bị kiện để giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Thế nên là nếu mà không chứng minh được là nó
ảnh hưởng bất lợi trong quá trình tố tụng trọng tài thì là trọng tài sẽ không thể chấp nhận cái biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. Cái nhóm thứ hai mà như mình nói ở trong cái điều 49.2D là yêu cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất kỳ tài sản nào của một hoặc một bên tranh chấp, thì là cái quan điểm, cũng có một cái quan điểm tương đối phổ biến là khi mà giải thích cái điều cái nhóm biện pháp này thì chỉ giải thích nó theo một cái nghĩa tương đối hẹp, tức là cái biện pháp này chỉ áp dụng đối với những cái tài sản đang có tranh chấp hoặc liên quan đến tranh chấp mà nếu không xử lý kịp thời thì sẽ làm hư hỏng, mất giá trị, giảm hóa trị hoặc biến dạng tài sản thôi. Với cái giải thích theo nghĩa hẹp như thế này thì khi mà phải đối diện với một cái yêu cầu, ví dụ như là yêu cầu về hạn chế cái việc mà sử dụng tài khoản của một bên để yêu cầu là bây giờ bên đó là đang tôi đang yêu cầu bên đó là bồi thường thiệt hại một cái khoản bao nhiêu đấy, 5 triệu đô, 10 triệu đô, và yêu cầu bên đó là cái tiền trong tài khoản thì ít nhất là ông phải giữ cái khoản tiền tương ứng với cả cái yêu cầu của tôi ở trong cái tài khoản. Thì là mình nghĩ là để mà chứng minh được là cái yêu cầu đó đáp ứng được cái tiêu chí của cái điều 49.2D thì cũng là một cái vấn đề mà khoa học pháp lý mà còn gây tranh cãi, và chính vì vậy nên là nếu mà các bên mà cái bên yêu cầu mà không chứng minh được là nó rơi vào điều 49.2D thì hội đồng trọng tài cũng không có căn cứ để mà xem xét. Đây là xem xét đến cái việc là trọng tài, hội đồng trọng tài có thẩm quyền áp dụng cái biện pháp đó hay không, chứ chưa nói đến cái việc là nó có cần thiết hay không ở cái tiêu chí mà được yêu cầu theo cái điều 50.2. Thì đấy là cái điểm thứ nhất khi mà mình muốn nhận xét, tức là chúng ta không chỉ đếm cái số lượng một cách cơ học, tức là bốn nhóm hay sáu nhóm, chúng ta sẽ đi vào phân tích là chi tiết là bốn nhóm thì từng nhóm quy định gì và sáu nhóm thì quy định gì. Thì cái việc thứ hai nữa mình muốn làm ở đây là mình so sánh cái ngôn ngữ của hai cái nhóm vừa rồi với cả cái ngôn ngữ mà hiện tại trong luật trọng tài, luật mẫu của UNCITRAL, để xem là nó giống nhau và nó khác nhau như thế nào. Thì ở đây mình muốn so sánh cái điều 17.2A của luật mẫu. Nó có một cái biện pháp là duy trì hoặc khôi phục nguyên trạng để chờ quyết định về tranh chấp. Và so sánh cái điều với điều 49.2A của luật trọng tài thương mại, tức là cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. Thì nếu mà đọc qua qua thì có vẻ như là cũng cùng về một cái vấn đề. Nhưng mà nếu mà nhìn vào chi tiết hơn thì chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu của điều 17.2A trong luật mẫu duy trì hoặc khôi phục nguyên trạng thì là nó sẽ có hai cái yêu cầu khác nhau. Thứ nhất là không tác động vào đối tượng tranh chấp và không có một cái hành vi nào làm ảnh hưởng đến đến cái đối tượng đang tranh chấp đó. Nhưng mà cái yêu cầu thứ hai nữa là vì nó có cái yêu cầu là phải duy trì hoặc khôi phục nguyên trạng nên là cái biện pháp khẩn cấp tạm thời này nó vượt ra khỏi cái vấn đề là chỉ không tác động vào đối tượng, mà có thể cái bên mà bị yêu cầu đấy phải thực hiện các biện pháp hoặc hành vi hợp lý để duy trì nguyên trạng của cái đối tượng tranh chấp. Nhờ đây là không chỉ là ông không được làm gì để nó xấu hơn, mà nếu mà ông phải đưa nó vào kho lạnh, nếu ông phải bảo quản, nếu mà ông phải thuê người trông giữ thì ông phải làm việc đó. Thì so với cả cái quy định về cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp trong điều 49.2A thì nghĩ rằng là nó rộng hơn nhiều và nó mở ra một cái cánh cửa rộng lớn hơn hơn hẳn để cái bên mà có yêu cầu đấy có thể yêu cầu là bên kia là phải có một cái hành vi mang tính chủ động trong việc là duy trì và bảo quản cái nguyên trạng của cái đối tượng đang tranh chấp. Cái điểm cuối cùng nữa mà mình muốn so sánh, tức là cái quy định về bảo toàn chứng cứ có thể có liên quan và quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp trong cái điều 17.2D của luật mẫu, và điều 26.2D của quy tắc trọng tài UNCITRAL. Thì cái biện pháp này trong cái điều 49.2 thì không có.
chúng ta không có một cái quy định nào liên quan đến bảo toàn chứng cứ cả. Cũng có thể lập luận là vận dụng cái quy định về cấm hoặc buộc bất kỳ một bên tranh chấp nào thực hiện một số hành vi nhất định nhằm ngăn ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài. Để mà nói rằng là nếu mà các bên đó có một cái hành vi mà nhằm tẩu tán, tiêu hủy chứng cứ và cái chứng cứ đó có liên quan, có quan trọng đối với việc giải quyết tranh chấp thì cái hành vi đó cũng có thể bị coi là có ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tố tụng trọng tài. Tuy nhiên là nó vẫn phải thông qua quá trình chứng minh, và cái quá trình chứng minh đấy thì gồm nhiều những cái mắt xích khác nhau mà cái quá trình chứng minh nó sẽ khó khăn hơn và nó sẽ yêu cầu nhiều cái lập luận, cái bằng chứng hơn để đảm bảo các cái mắt xích để nó móc vào nhau. Tuy nhiên là cái vấn đề mà bảo toàn chứng cứ và cung cấp chứng cứ thì là nó đối với mình là một cái vấn đề rất là quan trọng ở trong cái tố tụng về trọng tài. Chính vì thế nên là mình thấy rằng là cái sáu cái biện pháp mà hiện tại của luật trọng tài thương mại nó chưa đủ. Nếu mà chúng ta không đi theo cái hướng của luật mẫu năm 1985 hay là hướng của quy tắc trọng tài Uncitral, tức là mở cái cánh cửa hoàn toàn, quy định một cái danh sách nhưng mà chỉ là danh sách gọi là mang tính tham khảo thôi, danh sách mở, và sau đó là hội đồng trọng tài có quyền là quy định các cái biện pháp khác. Nếu chúng ta không đi theo cái hướng đó, chúng ta đi theo cái hướng là có một cái danh sách và danh sách đó là danh sách đóng, hội đồng trọng tài chỉ có thể đi theo đúng các cái biện pháp cần có tạm thời trong cái danh sách đó thôi, thì sẽ phải rất là cân nhắc và làm sao để mà cái ngôn ngữ của các biện pháp mà chúng ta đưa ra trong cái danh sách đóng đó nó đủ rộng và nó đủ rõ ràng để mà bao quát tất cả những cái trường hợp có thể cần thiết trong cái việc là đảm bảo cái quá trình tố tụng cũng như quá trình mà thi hành cái phán quyết trọng tài cũng như là cái quá trình mà thu thập bằng chứng chứng cứ để phục vụ cho cái việc giải quyết cái tranh chấp của các bên. Thì đó là cái toàn bộ phần trình bày của mình. Thì em xin trả lại diễn đàn cho anh Dũng ạ. Và mình rất là vui là sẽ được trao đổi thêm với cả các bạn trong cái phần mà câu hỏi ở phía cuối chương trình. Cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn Trung. À, xin mời giáo sư Trần Việt Dũng. Dũng đang đang mute xuống rồi. Vâng, cảm ơn luật sư Trung. Bài thuyết trình của anh Trung đã thu hút được rất là nhiều sự quan tâm và có nhiều câu hỏi được đặt ra trên cái chat giúp anh ta cùng trao đổi. Và tiếp sau thì tôi sau đây thì tôi xin được trân trọng mời luật sư Phạm Văn Lợi, luật sư cộng sự của công ty luật Vilap. Luật sư Phạm Văn Lợi là một luật sư được cấp phép hành nghề tại Việt Nam và ông có chuyên môn sâu trong lĩnh vực lao động, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, xây dựng, đặc biệt là tranh chấp với hình thức và tranh chấp trọng tài. Luật sư Lợi đã đại diện cho nhiều khách hàng doanh nghiệp trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa Việt Nam. Cùng bên cạnh đó, đáng chú ý còn trong hoạt động về luật sư thì có lợi cho luật sư Lợi cũng có rất nhiều vụ được các tranh chấp liên quan tới trọng tài, và ông đã có những cái đặc biệt là có những rất nhiều công trình nghiên cứu và về lĩnh vực xây dựng và có được khách hàng trong trong ngoài nước tín nhiệm trong các cái vụ tranh chấp liên quan tới trọng tài xây dựng. Và trong cái phần và tiếp tục tôi sẽ nhận được mời luật sư Văn Lợi trình bày cái bài thuyết trình của mình ạ. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn ban tổ chức. Theo cái phân công của ban tổ chức ấy, thì cái phần trình bày của tôi thì nó có hai cái phần chung, hai cái phần đấy là cái phần liên quan đến cái điều kiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và các cái giới hạn của cái biện pháp khẩn cấp tạm thời theo cái quy định của luật trọng tài thương mại 2010 so với cái quy định của luật mẫu. Thì cái phần này thì anh Trung đã trình bày rồi và tôi chỉ xin phép gọi là bổ sung một vài ý như sau. Thứ nhất, tôi đồng ý với anh Trung là ở chỗ nếu chúng ta cho rằng là gì, luật mẫu nó quy định hai cái điều kiện để mà hội đồng trọng tài áp dụng được quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhưng mà luật trọng tài thương mại 2010 lại không và dự thảo hiện hành lại không có quy định, thì tôi cho rằng là nó không chính xác. Bản thân là gì, nếu chúng ta nhìn rõ đọc lại các cái quy định của
luật trọng tài thương mại cũng như là dự thảo hiện hành, thì theo quan điểm của cá nhân tôi rằng là chúng ta có quy định về các điều kiện để hội đồng trọng tài được áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời. Cụ thể theo quan điểm của cá nhân tôi thì về mặt điều kiện thì nó có bốn cái điều kiện cơ bản. Thứ nhất đấy là về mặt chủ thể, tức là điều kiện mà chủ thể ở đây là gì, phải có yêu cầu, mà cái yêu cầu này phải là từ một trong các bên tranh chấp. Cái điều kiện thứ hai nữa là về mặt thời điểm, tức là cái việc đưa ra yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nó chỉ được thực hiện sau khi đã nộp cái đơn khởi kiện thôi. Cái điều kiện thứ ba đấy là cái điều kiện mà tôi về mặt thủ tục thì ở đây nó gồm hai cái điều kiện. Thứ nhất đấy là bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải nộp cái đơn, và cái điều kiện thứ hai đấy là họ phải thực hiện cái biện pháp bảo đảm trong trường hợp nếu như hội đồng trọng tài hoặc tòa án yêu cầu là cái biện pháp bảo đảm là cần thiết. Và cái điều kiện thứ tư mà tôi cho rằng cái điều kiện này nó, nếu xét về bản chất thì tôi cho rằng là nó tương ứng với cái quy định tại điều 20, tại điều 17A và điều 26 3 17A của luật mẫu cũng như là điều 26A của quy tắc khu sinh tra. Đấy là cái điều kiện về căn cứ cụ thể là gì. Luật trọng tài thương mại họ quy định là khi mà bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải đưa cho hội đồng trọng tài các bằng chứng để chứng minh được cái sự cần thiết. Thì tôi cho rằng là cái cụm từ sự cần thiết ở đây nó phần nào, mặc dù tất nhiên là nó không phản ánh đầy đủ và một cách rõ ràng hai cái điều kiện được quy định trong luật mẫu cũng như là quy tắc UCITA, nhưng tôi cho rằng là đâu đấy nó vẫn phản ánh phần nào đấy cái ý nghĩa là phải chứng minh được cái sự cần thiết của cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy. Tuy nhiên khác với anh Trung, khi anh Trung cho rằng là chúng ta phải adopt cái điều kiện liên quan đến áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này theo hướng như luật mẫu, tôi cho rằng là hiện tại thì cái quan điểm của tôi hơi khác ở chỗ này. Thì tôi cho rằng là cái cách quy định của luật trọng tài thương mại 2010 cũng như dự thảo về cái điều kiện liên quan đến căn cứ, tôi chỉ nói là liên quan đến cái căn cứ đấy là chứng minh cái sự cần thiết, thì tôi cho rằng cái này nó đủ khái quát và nó trao cho hội đồng trọng tài một cái quyền hành lớn trong việc xác định thế nào là cần thiết trong từng trường hợp cụ thể. Tại vì sao? Theo quan điểm của tôi, nếu như chúng ta đưa hai cái điều kiện của luật mẫu vào, điều kiện thứ nhất là có khả năng là có một cái thiệt hại không thể khắc phục được bằng một cái phán quyết về bồi thường thiệt hại, thì tôi cũng không rõ trong thực tế là liệu có một cái thiệt hại nào mà không thể khắc phục thỏa đáng được bằng một cái phán quyết về về bồi thường thiệt hại hay không. Và cái điều kiện thứ hai đấy là liên quan đến cái việc là đánh giá cái khả năng liệu là cái bên đưa ra yêu cầu biện pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó có thành công với cái yêu cầu của mình hay không. Thì tôi cho rằng là trên thực tiễn nếu mà chúng ta đưa hai cái điều kiện này vào thì nó rất là khó áp dụng. Tại vì sao? Ở cái giai đoạn mà ban đầu khi mà bên yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời họ đưa ra cái yêu cầu ấy, thì họ chưa đưa ra được, các bên cũng chưa đưa ra được nhiều cái bằng chứng, nhiều cái tài liệu, và hội đồng trọng tài tôi nghĩ ở giai đoạn đấy nó rất là khó để mà đánh giá được cái sự đáp ứng của hai cái yêu cầu này. Và quan điểm của tôi cho rằng là cái cách tiếp cận hiện tại như của dự thảo cũng như của luật trọng tài thương mại về cái yếu tố cần thiết thì có lẽ là nó phù hợp hơn, ít nhất là trong cái bối cảnh hiện tại của Việt Nam. Cái nội dung thứ hai đấy là liên quan đến cái vấn đề là liệu cái cách chúng ta liệt kê cái biện pháp khẩn cấp tạm thời như trong cái quy định hiện hành của luật trọng tài thương mại 2010 và cái dự thảo thì nó có giới hạn cái quyền của hội đồng trọng tài liên quan đến ban hành cái biện pháp khẩn cấp tạm thời cụ thể hay không. Thì tôi cho rằng tôi đồng ý với quan điểm của anh Trung, đấy là nó giới hạn tương đối nhiều các cái biện pháp khẩn cấp cụ thể mà hội đồng trọng tài có thể áp dụng. Cụ thể là gì? Cái cách tiếp cận của luật mẫu hay là cách tiếp cận của UCITRA thì nó rất là rộng mở. Cụ thể là gì? Ở phía luật mẫu họ đưa ra, họ nhóm thành bốn
cái loại biện pháp, nhưng mà họ lại phân theo cái mục đích, nên là cái tính khái quát và cái độ phủ của biện pháp nó rất là cao, khiến cho hội đồng trọng tài có một cái room, một cái không gian rất lớn để mà họ quyết định rằng là cái biện pháp nào nó sẽ áp dụng. Nếu như chúng ta so sánh luật mẫu và cái quy tắc UCITRA 2010 ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái quy tắc UCITRA nó thậm chí nó còn rộng hơn, nó sửa đổi hai điểm. Thứ nhất đấy là gì? Nó xóa cái hình thức, cái hình thức của cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, nó xóa cái cụm đấy là in the form of a word or in the other form. Và cái điểm thứ hai tôi cho rằng là quan trọng hơn, đấy là nó thêm vào cái cụm từ đấy là for example without limitation to, thì cái cụm đấy nó mở rộng gần như là không có giới hạn các biện pháp khẩn cấp tạm thời mà hội đồng trọng tài được phép áp dụng theo cái quy tắc của Australia. Tuy nhiên cái cách tiếp cận của phía Việt Nam thì tôi cho rằng là nó hơi khác và nó hơi là cứng nhắc. Cụ thể là gì? Chúng ta liệt kê ra, chúng ta gọi tên ra 6 cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, chúng ta không phân nó theo cái mục đích để hội đồng trọng tài có thêm không gian, mà chúng ta liệt kê ngay cái tên đó, hội đồng trọng tài chỉ có thể áp dụng 6 biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy không, hay mà thôi. Cho nên là nó giới hạn rất nhiều cái quyền của các bên. Và tôi lấy ví dụ để chứng minh cái sự gọi là giới hạn đáng kể đấy. Tôi xin so sánh hai cái biện pháp. Đấy là cái biện pháp duy trì hoặc khôi phục hiện trạng chờ giải quyết tranh chấp theo cái quy định tại điều 17.2A của luật mẫu, và cái biện pháp khá là tương đồng trong cái luật trọng tài thương mại 2010 của Việt Nam, đấy là biện pháp cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp. Thì ở đây có thể thấy rằng quý vị, nếu quý vị để ý vào mặt câu cú thì còn có thể thấy rằng nó khác nhau ở hai điểm. Thứ nhất đấy là về hành vi mà hội đồng trọng tài có thể yêu cầu một bên. Cụ thể là gì? Cái nếu chúng ta xét từ góc độ hành vi thì có thể thấy hội đồng trọng tài theo luật mẫu có thể yêu cầu hai hành vi, một là duy trì, hai là khôi phục. Nhưng trong cái quy định của chúng ta hiện hành thì chỉ là cấm thôi. Thế vấn đề đặt ra là nếu như chúng tôi đã lỡ thay đổi rồi thì chúng tôi có được khôi phục lại như tình trạng ban đầu hay không? Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái phạm vi đối tượng ở đây là gì? Họ chỉ quy định là cấm duy trì hoặc khôi phục hiện trạng thôi. Nhưng mà chúng ta lại giới hạn là cái đối tượng, phạm vi đối tượng trong cái cấm thay đổi này phải là cái tài sản đang tranh chấp. Thế ví dụ như với cái quy định của luật mẫu thì rõ ràng hội đồng trọng tài có thể ban hành những cái biện pháp ví dụ như là duy trì hiện trạng thì các bên đang tranh chấp với nhau về việc chấm dứt hợp đồng, và một bên dọa sẽ chấm dứt hợp đồng và thực tế họ chấm dứt, thì hội đồng trọng tài hoàn toàn có quyền dựa vào cái quy định tại điều 17.2A của luật mẫu để ban hành cái biện pháp ví dụ như là yêu cầu thực hiện tiếp tục thực hiện hợp đồng, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Tuy nhiên nếu chúng ta so sánh với cái biện pháp cụ thể của luật trọng tài thương mại Việt Nam thì rõ ràng là cái phạm vi cũng như cái hành vi hội đồng trọng tài có thể yêu cầu trong trường cụ thể đấy là nó hạn chế đi rất nhiều. Tôi xin phép kết thúc cái phần trình bày của mình liên quan đến cái vấn đề là điều kiện cũng như là cái giới hạn của các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của luật trọng tài thương mại Việt Nam so trong cái mối tương quan với luật mẫu và quy tắc UCITRA. Cảm ơn Lợi. Lợi vẫn còn thời gian thì phải. Vậy Vâng thì ạ. À, liên từ quan chủ đề này, Lợi có muốn trao đổi thêm ý kiến gì khác không? à, ngoài cái vấn đề cái chủ đề này thì em không có cái trao đổi thêm gì khác. Vâng, như vậy là luật sư Lợi đã nêu được cái nội dung, tức là cái đi sâu hơn vào cái yêu cầu của việc các biện pháp nó tạm thời, cũng như là về so sánh giữa các quy định của Việt Nam và cái quy định của mẫu Australia. Thì chúng ta sẽ phân tích là có thể là trao đổi nhiều hơn về cái nội dung này, và tiếp tới chắc là tôi xin phép được mời luật sư Nguyễn Thị Thanh Nguyên, luật sư cố vấn cao cấp của công ty ISV Legal. Luật sư Minh là đặc biệt là trưởng phòng giải quyết tranh chấp của ISV Legal, và cô gia nhập là ISV Legal năm 2019 sau nhiều năm thực hành tại các tập đoàn luật và công ty luật quốc tế, trong các cái hãng luật của Magic Circle. Và trước khi gia nhập vào ACSV Legal, mình từng
giữ chức vụ quản lý pháp chế được của đơn vị kinh doanh CNNZ, một công ty sản xuất bia lớn nhất thế giới. Và đặc biệt là luật sư Minh thì có bằng thạc sĩ luật về lĩnh vực trọng tài quốc tế tại Đại học Pepperdine, và với một trong những điểm trung bình cao nhất của cái khóa học đó năm 2023. Và luật sư Minh trực tiếp tư vấn đại diện các khách hàng trong rất nhiều cái vụ kiện có giá trị hàng triệu đô trong tranh chấp ở tại SCF, ICC và BIAC. Và hiện nay thì trọng tài Minh cũng luật sư Minh cũng là thành viên của Young Singapore International Arbitration Center Committee. Và không thêm giới thiệu thêm rất nhiều các cái title nữa, thì tôi sẽ được mời luật sư Minh trình bày cái bài tham luận của mình ạ. Dạ, em cảm ơn anh Dũng. Trước tiên thì xin chào tất cả các anh chị khán giả đã dành thời gian tham gia cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Những cái anh chị diễn giả mà trao đổi trước Minh ấy thì đã nói về cái quyền hạn của hội đồng trọng tài trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Rồi như ông Lưu Ngọc Quang thì cũng đã chia sẻ về cả thực tiễn lẫn 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 lý thuyết khi mà Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cân nhắc áp dụng hỗ trợ cho Hội đồng Trọng tài áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thì đối thì đến cái phần của mình ấy thì mình xin tập trung vào một số cái điểm nó hơi râu ria một chút, bởi vì là những cái điểm chính thì các diễn giả trước đã trao đổi rồi. Những điểm này tuy có hơi là nói là râu ria nhưng mà trên thực tế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái cách hiểu và cái cách hiểu cũng như là cái việc áp dụng thế nào cho nó chuẩn các cái thông lệ quốc tế. Thì thứ nhất là cái phần của mình nó sẽ tập trung vào ba câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất là về hình thức ban hành cái biện pháp khẩn cấp tạm thời ấy, thì là hội đồng trọng tài nên ban hành như là một quyết định, tức là decision, hay là một phán quyết tạm thời như là trong luật mẫu. Thì trong luật mẫu bây giờ nó đang dùng từ là award. Cái câu hỏi thứ hai mà mình sẽ tập trung đi vào trao đổi đấy là luật mẫu thì phân chia làm hai loại khác nhau của biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đấy là một cái thì nó gọi là interim measure, tức là biện pháp khẩn cấp tạm thời như cái tên của nó, và một cái thì nó gọi là preliminary order, hay là dịch ra tiếng Việt mình gọi là lệnh tạm thời. Còn luật trọng tài thương mại năm 2010 thì không có cái sự phân chia này. Thì vậy thì cái luật trọng tài thương mại của Việt Nam mình có cần sửa đổi gì không? Và cái câu hỏi thứ ba mà mình sẽ tập trung vào nữa đó là cái vấn đề liên quan đến biện pháp bảo đảm chi phí hay là security for cost. Thì cái biện pháp bảo đảm chi phí hay security for cost này thì nó không nằm trong cái khuôn khổ của nó không nằm trong khuôn khổ của luật mẫu UNCTAD. Tuy nhiên mình đưa vào là bởi vì do Việt Nam gần đây có tham gia vào cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, và trong cái Hiệp định Thương mại Tự do này thì nó có cái điều khoản này. Vậy thì khi mà nó có cái điều khoản đó ở cái dạng là công ước quốc tế như vậy thì Việt Nam mình có nên hay là có cần xem xét đến cái việc là phải nội luật hóa nó không ạ? Thì là mình cũng đưa vào làm cái điểm thứ ba của mình. Thì cái điểm đầu tiên ấy liên quan đến cái câu hỏi là hình thức ban hành cái biện pháp khẩn cấp tạm thời thì là hội đồng trọng tài nên là ban hành như là một quyết định hay là một phán quyết tạm thời. Thì trước tiên mình muốn kêu gọi cái sự chú ý của mọi người vào cái điều 3.10 của luật trọng tài thương mại Việt Nam. Thì cái điều 3.10 đó định nghĩa cái luật trọng tài, định nghĩa cái cụm từ arbitral award là định nghĩa cái cụm từ arbitral award là phán quyết trọng tài ạ. Thì là phán quyết trọng tài là quyết định của hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Thì cái định nghĩa này nó giống như rằng nói rằng là cái phán quyết trọng tài nó phải là cái final award, tức là cái phán quyết của trọng tài nó phải mang tính trung thẩm rồi. Đấy là theo cái view hiện hành, cái cách tiếp cận hiện hành của luật trọng tài thương mại Việt Nam năm năm 2010. Còn đối với cái vấn đề liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời ấy
Thì hiện nay cái điều 50.4 trong luật trọng tài thương mại Việt Nam ấy thì nói rõ rằng là khi mà ra cái biện pháp khẩn cấp, tức là khi mà ra cái biện pháp khẩn cấp tạm thời thì nó sẽ được ra dưới dạng là một quyết định. Còn ở trong luật mẫu UNCTAD thì tại điều 17 thì ghi rất rõ rằng là cái interim measure, tức là cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì cho dù là nó được ban hành dưới dạng một cái award hay là một cái dạng khác. Một cái award có nghĩa là ví dụ như là mình có cứ cho là một cái phán quyết đi, hay là một cái dạng khác, thì là nó cũng 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 phải được, cũng phải gọi là cũng phải được xem là một cái biện pháp khẩn cấp tạm thời đúng với cái bản chất của nó. Tức là cái cách tiếp cận của luật mẫu UNCTAD là theo hướng là nội dung quyết định hình thức, chứ không phải là hình thức quyết định nội dung, tức là substance trong form đúng không ạ, nội dung quyết định hình thức. Thì như vậy đối với cái câu hỏi là về hình thức ban hành cái biện pháp khẩn cấp tạm thời thì hội đồng trọng tài nên ban hành như một quyết định hay là một phán quyết như trong luật mẫu, thì thứ nhất là nếu như mà mình đi theo cái từ award ở trong luật mẫu, tức là mình gọi cái biện pháp khẩn cấp tạm thời là được ban hành như một phán quyết ấy, thì là mình lại phải sửa cái định nghĩa nêu tại điều 3.10 của luật trọng tài thương mại Việt Nam năm năm 2010. Mình bắt buộc phải sửa cái định nghĩa đó, bởi vì định nghĩa đó khi mà nói đến cái phán quyết của trọng tài thì nói luôn rằng là nó chính là cái phán quyết có mang tính trung thẩm, mà trong khi đó cái biện pháp khẩn cấp tạm thời thì như tất cả mọi người đều biết là nó không thể nào là một cái quyết định mang tính trung thẩm được, bởi vì là hội đồng trọng tài cũng có thể vì một cái lý do nào đó mà đã ban hành nó rồi và tại một cái thời điểm nhất định sẽ quyết định là ví dụ như là recall, tức là sẽ quyết định là ngưng việc áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy, nên là nó không thể có tính trung thẩm được. Thì vì cái lý do này nên là đối với cái câu hỏi này ấy thì là sẽ có hai cái hướng tiếp cận. Đối với mình thì là theo cái quan điểm cá nhân của mình ấy thì là nội dung quyết định hình thức, tức là dù gọi nó là phán quyết hay dù gọi nó là quyết định đi chăng nữa, thì bản chất của nó nếu như nó đáp ứng đầy đủ những cái nội dung để nhìn thấy đấy là một cái biện pháp khẩn cấp tạm thời ấy, thì là nó chính là cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, nên là gọi nó là quyết định hay là gọi nó là phán quyết đối với mình nó không quan trọng. Còn 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 đối với cái cách tiếp cận của luật trọng tài thương mại Việt Nam bây giờ, thì nếu như mà mình muốn đi theo cái cách tiếp cận của bên luật mẫu UNCTAD thì bắt buộc là mình phải sửa cái định nghĩa về phán quyết trọng tài như nêu tại điều 3.10. Rồi mình đi sang cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là luật mẫu thì chia làm hai loại khác nhau là về biện pháp khẩn cấp tạm thời, tức là bao gồm có biện pháp khẩn cấp tạm thời là interim measure và lệnh tạm thời là preliminary order. Còn trong luật trọng tài thương mại Việt Nam của mình hiện nay thì nó không có cái sự phân chia này. Vậy thì mình có cần sửa đổi không? Mình có cần học hỏi cái new concept này về về lệnh tạm thời của bên luật mẫu hay không? Thì cái câu trả lời của mình ở đây là ở đây bởi vì là cái concept về lệnh tạm thời hay là preliminary order hiện nay nó đang không có tồn tại trong cái luật trọng tài thương mại Việt Nam, nên là trước khi mình đưa ra cái kết luận ấy thì mình cũng muốn nói trao đổi với mọi người trước là cái phạm vi cũng như là cái bản chất của cái lệnh tạm thời này nó là cái gì. Thì cái lệnh tạm thời ấy thì nó là một cái phương tiện để mà cho hội đồng trọng tài thực hiện cái việc là gọi là khôi phục lại cái tình trạng ban đầu của một cái tài sản hoặc là của một cái mối quan hệ nào đó. Mà cái lệnh tạm thời đấy thì thông thường nó chỉ có cái thời hạn hiệu lực là 21 ngày. Đấy là theo luật mẫu UNCTAD nhé, có thời hạn hiệu lực là 21 ngày. Nó có ràng buộc các bên, tức là một khi nó ban hành thì các bên phải tuân theo, và nó có và nó có hiệu lực ràng buộc ở các bên. Tuy nhiên là nó sẽ không được mà sẽ không 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 có tính cưỡng chế
Tức là nó sẽ không được tòa án cưỡng chế thi hành nếu như mà các bên cần phải có sự cưỡng chế thi hành của bên tòa án. Tức là nó tóm lại thì có nghĩa là nó chỉ có ràng buộc hai bên tranh chấp với nhau thôi, nó không có ràng buộc với bên thứ ba. Nó không có ràng buộc với bên thứ ba, và đấy là lý do vì sao mà nó không thể nào đi ra cưỡng chế tại tòa án được. Thì đối với thì lý do vì sao bên luật mẫu UNCTAD họ lại đặt ra cái khái niệm về lệnh tạm thời, đấy là bởi vì rằng có những cái trường hợp ấy là hội đồng trọng tài phải quyết định rất là nhanh. Hội đồng trọng tài phải quyết định rất là nhanh, giống như là Quang đã chia sẻ đó, ví dụ như là chỉ có 3 ngày để quyết định thôi. Thậm chí ở ở một số nước như mình biết là thậm chí là chỉ có như Singapore chẳng hạn, hình như là chỉ có mỗi 24 giờ làm việc thôi để quyết định là có ra hay không ra một cái biện pháp khẩn cấp tạm thời gì đó. Thì trong cái trường hợp như vậy ấy, thì một cái lệnh tạm thời khi mà nó có hiệu lực mang tính tạm thời như vậy, và hội đồng trọng tài có thể hủy hoặc là sửa nó bất kỳ lúc nào theo cái ví dụ như là theo cái phản đối của một bên, hoặc là theo cân nhắc sau đó của hội đồng trọng tài ấy, thì mình thấy là cái lệnh tạm thời này nó có cái tính ưu việt của nó chứ không phải là không. Thì thứ nhất là cái tính ưu việt thứ nhất là nó khuyến khích hội đồng trọng tài dám đưa ra một cái lệnh tạm thời để mà ví dụ như là khôi phục hoặc là giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu của một cái tài sản hay là một cái quan hệ pháp luật nào đó mà không sợ rằng là mình có sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì là nó chỉ có hiệu lực mang tính tạm thời thôi, nên là sau đó nếu như mà có phản đối của bên kia thì hội đồng trọng tài vẫn có thể rút lại cái lệnh tạm thời này bình thường. Và thứ nữa là cái tính ưu việt thứ hai của cái lệnh tạm thời này là nó giúp cái bên mà có thiện chí trong tranh chấp ấy thực hiện được cái mục đích của mình về việc không thay đổi hiện trạng tài sản tranh chấp hay là tài sản được dùng để thi hành phán quyết trọng tài. Thì cái vấn đề này về mặt thực tiễn là mình cũng đã có gặp một cái trường hợp là một bên ở trong một cái vụ tranh chấp ở SIAC yêu cầu hội đồng trọng tài áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời rồi sau sau một cái lệnh tạm thời thì và sau đó thì nói chung là như Quang đã chia sẻ, cái số lượng những cái vụ việc mà có liên quan đến biện pháp khẩn cấp tạm thời ấy, thường thường là nó rất là thấp so với tổng số lượng vụ việc mà bên một cái trung tâm trọng tài nó nhận được hàng năm. Và trên thực tế có một cái thực tế nữa là cái số lượng vụ việc mà hội đồng trọng tài lại còn thông qua cái việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ấy, trên tổng số cái số lượng vụ việc mà được yêu cầu hội đồng trọng tài được yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ấy, nó còn thấp hơn nữa, tức là cái tỷ lệ của nó còn nhỏ hơn nữa, bởi vì như Quang có chia sẻ và anh Trung rồi Lợi cũng có chia sẻ, những cái điều kiện ấy hay là cái bài test, người ta gọi là cái test là những cái tiêu chí để mà cân nhắc xem cái việc là áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong cái tình huống này là có thỏa đáng hay không ấy, là cái bài test đấy nó là rất là khó để mà đáp ứng được những cái yêu cầu của cái bài test đó. Thì tóm lại là cái kết luận của mình đối với cái câu hỏi này ấy là Việt Nam nên tham khảo cái luật mẫu UNCTAD trong cái việc là đưa ra cái khái niệm về lệnh tạm thời để khuyến khích hội đồng trọng tài có thêm nhiều quyền hơn trong cái việc có thêm nhiều quyền hơn cũng như là có thêm nhiều thời gian hơn trong cái việc cân nhắc có áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời sau cái lệnh tạm thời đó không. Thì đấy là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là liên quan đến cái phần về biện pháp bảo đảm chi phí. Thì biện pháp bảo đảm chi phí là cái khái niệm ở ở trong tiếng Anh nó gọi là security for cost, nó là cái khái niệm đã được đưa ra trong cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam và châu Âu tại điều 3.48. Thì cái biện pháp bảo đảm chi phí cái mục đích của nó là gì? Cái mục đích của nó là để cho một cái bên mà ví dụ như là bên 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 nguyên nguyên đơn, cái bên nguyên đơn mà họ 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 gọi là khởi kiện một cái vụ kiện như vậy. Nhưng mà cái khả năng thắng kiện họ thừa có thể là họ thừa biết rằng là khả năng thắng kiện là không có cao, nhưng họ vẫn cố tình họ khởi kiện như vậy
Thì cái biện pháp bảo đảm tạm thời thông thường là một thì cái biện pháp bảo đảm chi phí thông thường là một cái biện pháp mà bên bị đơn sẽ yêu cầu hội đồng trọng tài áp dụng chống lại bên nguyên đơn để yêu cầu bên nguyên đơn phải giống như là đặt cọc một cái khoản tiền nào đó để đảm bảo rằng là sau này cho dù bên bên nguyên đơn thua kiện đi chăng nữa thì cái khoản tiền này nó sẽ đảm bảo cho toàn bộ cái chi phí về về tố tụng trọng tài. Ví dụ như là bên nguyên đơn là cái bên mà đi 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 đã đi khởi kiện cái vụ kiện đấy rồi, nhưng mà khi hội đồng trọng tài khi mà hội đồng trọng tài ra một cái quyết định về việc là đóng phí chẳng hạn, bên nguyên đơn lại 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 không đóng phí và để hoàn toàn cho bên bị đơn đóng phí. Cái việc đó ấy, có thể không khả thi ở bên VIAC, bởi vì như bên bên VIAC bên VIAC khi mà mình làm ấy thì luôn luôn phải là bên nguyên đơn phải đóng phí thì cái vụ việc đấy nó mới đi tiếp được. Nhưng mà như cái như 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 cái thực tiễn ở bên 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 CIAC mà mình đã thấy ấy, thì có những trường hợp mình vẫn thấy là kể cả nguyên đơn không đóng phí nhưng mà nguyên đơn không đóng phí xong rồi hỏi bị đơn lại đồng ý đóng phí thì cái vụ việc đấy nó vẫn đi tiếp được bình thường đó. Thì đối với cái biện pháp bảo đảm chi phí này thì nó có những cái ưu điểm của nó ở cái chỗ là thứ nhất là nó tránh những cái vụ kiện không cần thiết, tức là ví dụ như là bên nguyên đơn họ ví dụ như họ đưa họ 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 khởi đầu họ khởi động một cái vụ kiện có thể chỉ là một cái chiến thuật của họ trong một cái kế hoạch đàm phán với bên còn lại thôi, chứ không phải là họ có ý định nghiêm túc về việc kiện, bởi vì có thể là họ thừa biết là cái vụ kiện của họ là cái khả năng thắng kiện là nó thấp nhưng mà họ vẫn đưa ra cái vụ kiện đấy bình thường. Thì cái biện pháp bảo đảm chi phí này là để nhằm giúp cho cái bên còn lại ấy, khi mà họ bị kiện một cách vô lý như vậy, bởi vì họ thấy là cái rõ ràng là cái vị trí pháp lý của bên nguyên đơn nó yếu quá, tại sao vẫn còn đi kiện, mà khi mà đi kiện như vậy thì bị đơn cũng phải vẫn phải thuê luật sư để mà bào chữa cho cái vụ việc của mình chứ ạ, chứ không có phải là cứ cứ gọi là ignore cái vấn đề đấy đi đâu. Thì đó là cái tính ưu việt của cái biện pháp này. Thì bởi vì lý do giống như là mình vừa mới chia sẻ ở đầu cái phần trao đổi của mình ấy, là vì lý do rằng là cái biện pháp bảo đảm chi phí này nó đã được đề cập đến trong cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Mình thấy là có cần thiết để mình nội luật hóa cái quy định này bằng cái cách là đưa thêm cái quy định này vào trong cái bản sửa đổi của luật trọng tài Việt Nam. Thì như vậy là mình đã đi qua ba cái phần mà mình muốn trao đổi và mình xin kết thúc ở đây để nhường lại cho các anh chị điều phối và các diễn giả khác. Dạ. À, rất là cảm ơn luật sư Minh. À, tuy nhiên thì cái security for cost thì quy định trong FTA thì dường như nó liên quan nhiều đến trọng tài đầu tư, tức là những vụ kiện giữa nhà đầu tư với chính phủ tiếp nhận đầu tư nhiều hơn đúng không? À, trong trường hợp mà nhà đầu tư thường hay sử dụng các công ty bình phong như ví dụ như BVI gì đó, kiện những vụ kiện trị giá hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ đô la Mỹ đúng không? Nhưng mà nếu mà họ thua kiện thì không biết là tài sản ở đâu để mà thi hành án. À, còn trong trọng tài thương mại thì nó có cái thủ tục mới là liên quan đến early dismissal đúng không? Bác bỏ sớm đúng không Minh? Cái thủ tục bác bỏ sớm đó thì có thể nó sẽ phần nào hạn chế được cái việc là anh kiện một cách vô cớ như vậy. Tuy nhiên thì Dạ. cái phần đó thì không phải chủ đề ngày hôm nay cho nên là chắc là mình cũng không mất thời gian nhiều lắm. Dạ vâng. Rất tiếc là Em ngày hôm nay. muốn hỏi em muốn trả lời một chút cái ý của anh Dũng. Rồi xin Đúng mời. là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU thì nó tập trung vào gọi là những cái tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước. Tuy nhiên là cái chế định mà Security Call for Code này là trên thực tế là bên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore có quy định ạ. Và nó quy định ở cái điều 27J. Bên ICC cũng có, và trên thực tiễn là khi mà em tham gia vào một cái vụ tranh tụng ở bên ICC là bên khách hàng bên em có áp dụng cái điều khoản này bình thường. Và thậm chí có đối ứng, tức là bên khách hàng bên em có yêu cầu là Security for Code và bên kia cũng yêu cầu tách lại là Security for Code, bởi vì trên thực tế là hai cái bên này cũng đang đều gặp cái vấn đề về tài chính, bởi vì cái Security for Code ngoài cái vấn đề liên quan đến cái việc là hạn chế cái một cái vụ kiện mà cái gọi là cái vị trí pháp lý của một bên nó yếu quá ấy, thì cũng còn một cái lý do nữa, đấy là
trong trường hợp là một trong hai bên hoặc là cả hai bên đang có vấn đề về tài chính, và hội đồng trọng tài thấy rằng là cái khả năng là có một bên thua cái vụ kiện này thì cũng không có tiền để mà trả cho bên còn lại, thì cái security forecourt nó cũng đặt ra luôn, nên thành ra là nó cũng có áp dụng cho những cái vụ trọng tài thương mại bình thường ấy ạ. Là cảm ơn Minh cung cấp thông tin, tức là bây giờ nó không chỉ áp dụng cho trọng tài đầu tư ASDS mà áp dụng cả trọng tài thương mại đúng không ạ? Rất là bổ ích. Rất tiếc là hôm nay do cái trường hợp bất khả kháng cho nên là có hai diễn giả là luật sư Nguyễn Ngọc Minh và luật sư Nguyễn Vũ Lân là không tham dự được. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ không thể biết thêm nhiều thông tin ở những cái phần mà hai luật sư đó đã đảm nhiệm. Tuy nhiên thì rất may hôm nay thì là chắc là mọi người cũng có thể biết được là phó giáo sư tiến sĩ Trần Việt Dũng cũng đã là người mà đã làm luận án tiến sĩ luật ở trường Đại học Quốc gia Singapore đúng không anh Dũng? Vâng. NOS thì chắc là hôm nay nhờ anh Dũng xem là có thể trao đổi thêm với trước các bạn diễn giả liên quan đến cái cơ chế trọng tài việc khẩn cấp là cái cơ chế mà ở Việt Nam chúng ta chưa có, và trong cái dự thảo sửa đổi luật trọng tài thương mại 2010 ấy, thì ban soạn thảo mới chỉ đề xuất là nghiên cứu để đưa cái quy định đó vào thôi, chứ còn chưa biết là cái điều khoản soạn thảo nó sẽ như thế nào cả. Vậy thì mong anh Dũng là nếu có thông tin gì thêm về cái lĩnh vực trọng tài thương mại quốc tế ở cái phần này ở bên Singapore thì có thể mình hỏi được, thì xin mời anh Dũng chia sẻ thêm với mọi người. Cảm ơn anh Dũng. Và thực ra thì cái việc mà đưa cái quy định về trọng tài khẩn cấp cũng là một cái vấn đề nó tương đối là, có nghĩa là nó mới, và bản thân trong cái luật mẫu của Israel chúng ta cũng chưa có quy định. Tuy nhiên thì bởi vì là trong thực tiễn tôi thấy rằng là các cái trung tâm trọng tài quốc tế đều hầu như là cũng là, mà là lớn đều có những cái quy định về cái trọng tài khẩn cấp. Thế và cụ thể là như ở ICC hay là CEF đều có cái chế tài chế định này. Thế thì ở đây thì trong cái rule cái à, tôi thì cái chúng ta đi vào cái quy tắc của trọng tài của CEF thì trong CEF ấy, thì nó trong điều 26 của cái luật trọng tài của cái quy tắc trọng tài CEF có quy định về cái trọng tài liên khẩn cấp, và như là lúc ấy của chị Minh có nêu ấy thì cái cơ chế này nó sẽ áp dụng đối với cả những vấn đề rất khẩn cấp và sẽ được chủ tịch của chairman của CEF quyết định trên cơ sở cái yêu cầu thành lập cái hội đồng trọng tài khẩn cấp để mà để áp dụng biện pháp gọi là khẩn cấp tạm thời, đấy hay là cái lệnh khẩn cấp tạm thời. Thế thì trong và ở trong cái rules của SAP ấy, thì cái thời gian để mà để mà quyết định cái việc này là trong là có một là một ngày 24 tiếng đồng hồ, và trong thời gian một sau khi mà hội trợ chủ tịch đồng ý việc thành lập hội đồng đó thì các bên trong vòng 2 ngày thì phải thống nhất để mà có một cái hội cái trọng tài khẩn cấp, và trọng tài khẩn cấp sẽ làm việc rất là nhanh trong cái một thời hạn là 2 tuần là khoảng 14 ngày để mà đưa ra cái biện pháp mà khẩn cấp hay là lệnh khẩn cấp mà để tạm thời mà các bên đã đưa ra cho để giải quyết. Và cái hội đồng này thực ra được thành lập trong quy tắc của SAAC thì là được thành lập trước khi thành lập cái hội đồng trọng tài để mà giải quyết vụ việc, và theo như cái trong quy tắc của điều 26 của SAAC thì cái thành tức là cái trọng tài biên khẩn cấp này sẽ không được là thành viên của hội đồng trọng tài trong cái vụ chính thức nếu như các bên không có thỏa thuận khác. Đấy, đây là một điều rất là quan trọng. Thế và cái vấn đề mà tôi nghĩ ở đây rất là nó cũng là nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả chúng ta ở đây, đó là cái vậy thì trọng tài khẩn cấp này sẽ có những quyền gì đấy và họ và trách nhiệm họ ra làm sao. Thì ở đây thì trong cái ở đây thì cái trọng tài khẩn cấp này họ chỉ giải quyết cái vấn đề thẩm quyền của họ chỉ gói gọn trong cái việc là áp dụng các biện pháp tạm thời, và sau đó thì họ sẽ cái quyết định của họ sẽ được đưa ra trọng để mà tự thực thi. Thì và ở Singapore ấy, thì ở trở tại Singapore thì các trọng ở cái ở trọng luật pháp luật Singapore thì lại coi cái trọng tài khẩn cấp này là coi như nó tương tương với cả cái hội đồng trọng tài thông thường, và quyết định của họ sẽ được được thực thi. Đấy, đây là cái và trong trong vừa rồi thì năm năm hai từ trong hai 2011 ấy, thì đầu ở bên Singapore một cái án lệ là tòa nó đã công nhận cái việc là thực thi cái biện pháp của khẩn cấp tạm thời đối với vụ tranh chấp mà giữa hai cái bên là Ấn Độ, và nó coi như là một phán quyết của trọng tài để mà thực thi tại Singapore. Thì
cơ bản thì ở đây thì tôi thấy rằng là cái việc mà để mà áp dụng biện pháp mà khẩn cấp tạm thời và thì cần phải sự là gọi là tốc độ trong việc ra phần ra quyết định. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành lập và cho phép công nhận cái tính pháp lý của cái trọng tài khẩn cấp này là rất cần thiết trong luật, và ở mức ở và đặc biệt là cái quyết định của họ thì nó sẽ được coi là phán quyết ở trong luật của chúng ta hiện nay. Thì cái như là chị Minh mọi chương trình có còn nêu ấy, thì nó ra có sự phân biệt giữa cái quyết định của vận động tài và cái phán quyết. Thì tôi nghĩ rằng ở đây không, nếu luật chúng ta có cái quy định về cái trọng tài khẩn cấp hay là thì chúng ta cần phải có một cái quy định về cái giá trị pháp lý của cái trọng tài này. Đấy là cái rất là nhanh, để vì thời gian thì tôi muốn dành thời gian cho cái phần câu hỏi đáp, và ở đây thì tôi cũng xin đọc một phần cái ý kiến của chỗ anh Lân, thì là cũng có trình có trình bày vấn này, thì anh Lân bổ sung một chút liên quan tới cái phần của ICC. Thì anh Lân ở trong phần trình bày của mình, anh Lân có nói rằng là ở trong ICC ấy, thì bộ nộp các bên cần nộp hồ sơ cho ban thư ký của ICC và trong vòng 10 ngày, hay thì là không tốc độ cái với thời gian để mà quyết định cái này, là ở trong ICC này thì nó dài hơn là so với cả cái kinh là với cả thời gian của bên SAIAP, và trọng cái khẩn cấp này thì sẽ được thành lập và thực hiện trong vòng 10 ngày và không áp dụng với vụ mà thỏa thuận trọng tài theo quy tắc IC được ký kết và trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2012, tức là chỉ sau cái thời điểm và đấy là cái quy định quy tắc của ICC như vậy, và chủ tịch ICC sẽ là chỉ định thành là một cái trọng tài viên khẩn cấp trong thời gian ngắn nhất có thể, thông thường trong 2 ngày kể từ khi ban thư ký nhận được cái đơn đăng ký. Và nếu như muốn khiếu nại thì trọng tài khẩn cấp thì phải đưa ra một cái khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày trọng tài khẩn cấp được bổ nhiệm, hoặc từ ngày bên muốn khiếu nại biết về việc sự kiện hoàn hoàn cảnh có thể làm cơ sở để khiếu nại. Trọng tài viên khẩn cấp phải đưa ra phán quyết trong vòng 15 ngày. Thời gian này tương tự giống của Singapore, là bên Singapore là 2 tuần 14 ngày, thì ICC thì ở đây đó là 15 ngày. Và cái phí ở đây thì anh Lân có nêu hai cái so sánh hai cái phí về trọng tài viên khẩn cấp, thì ở ICC thì mức mức phí ở đây là 40.000 đô la Mỹ cho phí hành chính và phí trọng tài viên khẩn cấp. Còn ở ở ở ở SAIAP thì cái phí này là vào khoảng 30.000 đô la Sing, là thấp hơn một chút so với cả cái phí của bên chỗ ICC. Và ở đây thì anh Lân khi mà phân tích về cái trọng tài ở trọng tài viên khẩn cấp thì có nhận định rằng là trọng tài là trong cái đạo luật trọng tài của Singapore, là Singapore có 2 đạo luật, là trọng tài trong nước và là trọng tài quốc tế, thì đều có điều khoản quy định về cái gọi là cái cụm từ bất đồng trọng tài bao gồm trọng tài viên khẩn cấp. Trong luật quy định của Singapore đều quy định như vậy, và điều này có nghĩa rằng là phán quyết và là và cái lệnh của trọng tài viên khẩn cấp đưa ra sẽ có lực tại Singapore. Điều khoản này có mà có này cho phép các cái trọng tài viên khẩn cấp có một vị trí ngang hàng ngang với trọng tài với phán quyết của trọng tài viên thông thường, và quy định này làm cho Singapore là khá là khác với các nước khác, vì nhiều nước thế giới là không quy định về cái rõ ràng về cái vị trí pháp lý của cái trọng tài viên khẩn cấp. Và như vậy là cái và anh Lân cũng có nhận định rằng là cái việc mà đưa cái công nhận cái quy định quy định công nhận cái khẩn cấp trong luật là cần thiết, và cái thủ tục về trọng tài khẩn cấp thì không có thể quy định không được quy định trong cái luật trọng tài thương mại, nhưng nó cần nên được có trong cái quy trình thủ tục cụ thể ấy. Có thể không được quy định trong luật nhưng có thể được quy định trong bắt buộc nên có được quy định ở trong cái quy tắc trọng tài để mà đảm bảo là các bên có thể triển khai được cái chế định này một cách hiệu quả. Tôi xin hết cái phần của gọi là cái bổ sung của anh Lân, và chúng ta có thể là nhận thêm những cái chia sẻ thêm của các cái thành viên trong cái panelist của buổi seminar ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Trần Việt Dũng đã cung cấp thông tin thêm về khía cạnh thông lệ quốc tế về cái cơ chế trọng tài viên khẩn cấp. Thực ra thì năm 2008 khi mà chúng tôi bắt tay vào soạn thảo luật trọng tài thương mại 2010 này, thì lúc đó mục tiêu duy nhất là chỉ làm sao thuyết phục tòa án đồng ý cho phép hội đồng trọng tài cũng có quyền áp dụng biện pháp cách tạm thời. Mục đích là duy nhất là như vậy thôi.
vì lúc đó cái quyền biện pháp cử tri thời là cái quyền độc nhất của cơ quan tư pháp. À, bây giờ mà trao cho một thiết chế tài phán tư như trọng tài là nó không phải dễ dàng chút nào cả. Nhưng mà sau 15 năm thì nó đã khác rất là nhiều rồi, đúng không ạ? À, đã lúc chúng ta xem xét lại cơ chế này. À, tuy nhiên thì tôi thấy trong dự thảo sửa đổi bổ sung cái phần trọng cái phần cận thời chỉ đề xuất là bỏ cái quy định về trách nhiệm của trọng tài viên trong việc áp dụng biện pháp cận thời. Cái đó thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Ai cũng đồng ý cái chuyện đó. Và thứ hai là đưa ra một cái cơ chế mới là trọng tài viên khẩn cấp. À, tuy nhiên thì cũng chưa thiết kế ra một điều khoản cụ thể nào cả. À, còn lại thì tất cả các điều khoản khác thì gần như là không có thay đổi gì cả. Thì theo tôi đấy là cái vấn đề rất đáng phải suy nghĩ. À, tại vì cái cơ chế áp dụng đến phân cộng thời mà chúng ta sao chép từ tòa án ấy, tòa án Việt Nam ấy, thì nó đương nhiên nó không phù hợp với cả luật mẫu của Anchison rất nhiều cái cạnh như các anh chị đã trao đổi, đúng không ạ? À, và các anh chị thấy một điều rằng là trong các hội đồng trọng tài kể cả ở Việt Nam, VAC có rất nhiều trọng tài viên nước ngoài, họ không phải luật sư Việt Nam tranh tụng tại tòa án Việt Nam để biết là cái biện pháp khẩn cấp tạm thời thông lệ ở tòa án áp dụng như thế nào cả. À, cho nên là rất tiếc là anh Quang chưa đề cập đến là chúng ta đã có vụ kiện đầu tiên là đã có những trọng tài viên quốc tế xét xử theo quy tắc trọng tài của VAC bị kiện ra tòa án Việt Nam vì cái điều khoản đó, đúng không ạ? Đấy, thì và ngoài ra thì có rất nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến điều kiện áp dụng hay là cái giới hạn cái quyền hạn của hội đồng trọng tài hay là cách phân chia các loại biện pháp như thế nào cho nó phù hợp thì có rất nhiều vấn đề mà anh chị nêu ra. Tuy nhiên thì vì thời gian đã hết cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cố gắng dành một chút thời gian để trả lời câu hỏi của các bạn đăng ký tham dự hội thảo đã gửi đến trước. Thì có lẽ là tôi xin mời Phó sư tiến sĩ Trần Dũng bắt đầu điều hành cái phần Q&A, những cái câu hỏi mà chúng ta đã gửi đến các diễn giả để trả lời các bạn đọc. Còn những cái câu hỏi mà đưa ra trong ngày hôm nay thì tôi thấy là anh Quang hình như là đã giải quyết gần như hết rồi thì phải. Thì vâng, xin mời anh Dũng ạ. Vâng, cảm ơn anh Dũng. Thứ nhất là tôi xin phép đặt một câu hỏi này, nó cũng rất là lý luận và nó cũng là và cho anh Trung và anh Trung về cái gọi là câu hỏi là thế này, là trong cái giai đoạn công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài về và yêu cầu hủy cái phán quyết trọng tài nước ngoài thì chưa có quy định về việc áp dụng biện pháp cấm tạm thời, vậy có cần bổ sung quy định liên quan đến yêu cầu áp dụng biện pháp cấm tạm thời trong các giai đoạn này hay không? Vâng, xin mời anh Quảng, anh Trung ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh Dũng. Thì nghĩ là như là Minh diễn giả Minh có nói thì cái trước hết là cái vấn đề mà liên quan đến các cái bản án hoặc phán quyết của trọng tài nước ngoài thì nó không phải là cái vấn đề được điều chỉnh bởi cái luật trọng tài thương mại mà nó là nằm ở bên cái luật Bộ luật tố tụng dân sự, và thi hành phán quyết hay là một cái biện pháp khẩn cấp tạm thời mà phát sinh từ cái phán quyết đó thì là nó cũng là nằm ở cái nhánh của Bộ luật tố tụng dân sự cơ. Thế nên là trước hết là phải nói rằng là nó không nằm trong cái phạm vi của cái vấn đề trọng luật trọng tài thương mại. Tuy nhiên là em nghĩ là cái vấn đề trên thực tế là như một số anh chị cũng đã nói và có lẽ là Minh cũng đã nói, tức là thực tế là tòa án Việt Nam không coi đấy là một cái phán quyết trọng tài và không có công nhận hay thi hành nó. Thì em nghĩ rằng là đây là một cái lựa chọn về mặt chính sách thôi. Theo em hiểu là Công ước New York cũng không có cái yêu cầu rõ ràng là các nước thành viên phải công nhận và thi hành cái biện pháp khẩn cấp tạm thời. Chính vì thế nên lại nghĩ là đây là một cái vấn đề về mặt là lựa chọn chính sách, và cá nhân em thì cũng không có một cái chủ ý nào cụ thể rõ ràng về vấn đề này cả, và có lẽ là sẽ phải nghiên cứu thêm để trong cái bối cảnh nào khi mà chúng ta bàn đến cái việc sửa đổi cái bộ luật tố tụng dân sự chẳng hạn thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Chứ còn hiện tại thì em nghĩ là cũng không không có một cái ý tưởng nào cụ thể cho cái giai đoạn hiện tại cả. Thì không biết là các anh chị có bổ sung thêm gì không? Cảm ơn anh. Tôi thấy anh Quang có thể là có vẻ nhíu mày, thì không biết là anh có thể có cho anh nhận xét gì về câu hỏi này không? Dạ vâng, anh cảm ơn anh. Thưa em, cho quan điểm là như thế này. Thì Công ước New York 1958 là nó đã ra đời từ năm 1958 rồi. Tức là nó hơn tuổi gần như là hầu hết tất cả chúng ta ở đây. Thì chắc chắn nó sẽ có những cái điểm này, điểm kia liên quan đến vấn đề câu từ, như là phân biệt quyết định hay là phán quyết trọng tài. Bản thân ở trong bộ luật tố tụng dân sự của chúng ta thì là chỉ cho công nhận phán quyết trọng tài thôi. Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta thử nhìn lại xem là đây có hai cái để chúng ta cân nhắc này. Điều thứ nhất đó là quyền lợi chính đáng của các bên trong cái việc là được áp dụng biện pháp cưỡng tạm thời, đấy là yếu tố thứ nhất để cân nhắc. Yếu tố thứ hai là vấn đề câu chữ hình thức giữa quyết định hay là phán quyết trọng tài để được áp dụng, thì cái nào nó sẽ nên được cân nhắc cao hơn. Thì với quan điểm của em thì chúng ta nên quan trọng vào cái quyền lợi chính đáng của các bên, đấy là điều cốt lõi của trọng tài, còn vấn đề câu chữ là quyết định hay là hình thức thì đấy chỉ là vấn đề về
phụ thôi, chúng ta hoàn toàn có thể sửa được. Không sửa được bộ luật thì sửa luật. Cái điều này với em thì nó không phải là vấn đề lắm, nhưng tất nhiên không phải vấn đề lắm với em thôi, còn với rất nhiều người thì nó là vấn đề rất lớn, không tiện nói tên, nhưng thôi dù sao chúng ta phải đấu tranh vì trọng tài thôi. Em chỉ xin trả lời Vâng, như vậy. và cảm ơn anh Trung và anh Quang. Tôi nghĩ rằng là thực ra thì đúng là ở Việt Nam có nhiều thứ chúng ta ngồi đây chắc là sẽ dễ rất là dễ hiểu, nhưng mà để mà ra đến lúc thực thi nó lại phải có liên quan câu chữ, và lúc đó thì cái đấy là cái vấn đề mà chúng ta và có lẽ là để thế mà cần sửa mật. Vâng, thế câu hỏi tiếp theo mà tôi xin phép được đặt ra là đối với cả diễn giả là không có hiện không có quy định về việc tòa án hỗ trợ việc công nhận và quyết định của cái biện pháp tạm thời của hội đồng trọng tài nước ngoài. Vậy có nên xem xét bổ sung quy định này không? Thế thì với câu hỏi này tôi xin đặt với cho luật sư Văn Lợi. Thế là luật sư có ý kiến gì vấn đề này không ạ? Theo quan điểm của tôi về mặt lý thuyết ấy, thì là để cái một cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà có thể thực thi tại Việt Nam thì nó có hai con đường. Một là gì? Tòa án Việt Nam tự mình theo yêu cầu một bên ban hành cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó. Và cái con đường thứ hai là tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành cái phán quyết cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đã được ban hành của Hội đồng trọng tài nước ngoài. Thì nếu như chúng ta đi theo con đường công nhận thì như các diễn giả đã trao đổi thì chúng ta lại quay lại câu chuyện là dường như nó đã vượt quá cái phạm vi điều chỉnh của luật trọng tài thương mại, và cái này nó nằm ở vấn đề của luật tố tụng dân sự, bởi cái luật tố tụng dân sự mới là cái luật quy định về việc là công nhận và cho thi hành. Tuy nhiên cái luật tố tụng dân sự hiện nay như mọi người đã đề cập là họ chỉ công nhận và cho thi hành cái phán quyết thôi, phán quyết trọng tài thôi, và cái phán quyết đấy nó cũng phải đáp ứng cái điều kiện nhất định, ví dụ như là nó phải là cái phán quyết cuối cùng mang tính trung thẩm, hay là nó giải quyết và chấm dứt toàn bộ cái quá trình tố tụng trọng tài ấy, chẳng hạn. Thì nếu như chúng ta áp dụng cái quy định đó đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì tôi cho rằng là nó chưa thỏa mãn được cái điều kiện đấy. Thì có chăng là tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta đi theo cái con đường thứ hai đấy là trao quyền cho tòa án Việt Nam trong việc là hỗ trợ ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với cả cái hoạt động của trọng tài nước ngoài. Thì hiện nay trên thực tế tôi hiểu là đây là cái mối quan tâm của rất nhiều các bên, đặc biệt là các bên tranh chấp, họ họ giải quyết các tranh chấp tại trung tâm SCIC hoặc là ICC, mà cái đối tượng hoặc là cái tài sản liên quan đến việc áp dụng khẩn cấp biện pháp khẩn cấp tạm thời này tại Việt Nam thì họ rất nhiều người họ gửi câu hỏi cho chúng tôi, và chúng tôi cho rằng là hiện tại theo quy định hiện tại thì là chúng ta chưa có cái quy định đấy. Trên thực tế là nó đã có, tôi nhớ không nhầm là ba cái quyết định, một cái quyết định của tòa Đồng Nai là họ cho rằng là tòa án Việt Nam có quyền gọi là yêu cầu ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời theo cái theo 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 yêu cầu của một bên trong vụ tranh chấp mà được giải quyết bởi trọng tài nước ngoài. Nhưng mà cái quyết định đấy thì tôi nhớ là quyết định 175 thì phải năm 2014, nhưng mà nó không giải quyết cái lý do là cơ sở nào để tòa án quyết định như vậy. Nhưng mà còn hai quyết định khác thì là tòa án từ chối vì lý do là cái quy định tại điều 1 ấy, nó chỉ quy định về thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với hoạt động trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thôi. Thì nếu tôi cho rằng nếu như đặt ra vấn đề công nhận, thay vì đặt ra vấn đề công nhận cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo cơ chế công nhận cho thi hành ấy, thì chúng ta nên sửa lại cái điều 1 của luật trọng tài thương mại để mở rộng cái quyền của tòa án trong việc là hỗ trợ áp dụng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì tôi nghĩ là sẽ hợp lý hơn. Xin cảm ơn. Như vậy là anh Lợi có hai ý. Một là chúng ta nếu mà chúng ta đi theo hướng là công nhận thì ngoài sửa một luật dân sự đúng không ạ, và nếu hướng thứ hai chúng ta sẽ có một cơ chế để mà gọi là áp dụng biện pháp tạm thời theo như cái yêu cầu của bên kia luôn tại mời mời tạo tòa án luôn, thì thay vì công nhận thì đấy là cái có thể là cái phương án mà trọng tài có thể sửa được trong phạm vi thẩm quyền của cái ngành các nhà làm luật. Vâng. Nó chỉ có hai phương án, tôi cá nhân tôi thấy là chỉ có hai cái phương án đấy thôi, theo với cái bối cảnh hiện nay. Dạ. Vâng, tôi xem lại một câu hỏi tiếp theo của các bạn đã gửi tới ban tổ chức, đó là cái câu hỏi thế này, tức là anh Dũng, anh có tự anh có trả lời câu hỏi đó không, hay là đang bận? Alo. À, xong nữa em cứ tiếp tục đi À, Dũng. vâng. Luật mẫu có quy định về liên quan đến việc công nhận và cho thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời
Tuy nhiên, luật trọng tài thương mại năm 2010 thì không có quy định này, vậy có cần sửa đổi công cái gì trong công ước New York 1958 để chỉ áp dụng cho phán quyết trọng tài hay không? Câu hỏi này chắc là câu hỏi này một phần cũng được trả lời ở mấy câu ở trong câu hỏi trước rồi. Thế thì nhưng tuy nhiên thì cũng có thể là cho tôi cũng mời luật sư Minh có thể cho thêm ý kiến về về cái bổ sung thêm cái để cho làm rõ hơn về cái câu hỏi này của bạn đặt bạn tham gia câu hỏi. Dạ vâng, thì đúng là cái câu hỏi này thì em thấy là trong cái phần mình thấy là trong cái phần của luật sư Lợi, cũng như là luật sư cũng như là ông Quang, bên 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 VIAC cũng đã có chia sẻ rồi, thì ở đây mình đang nói đến cái vấn đề là mình sửa đổi luật trọng tài thương mại năm 2010 đúng không ạ? Để mà có thể thi hành được cái biện pháp khẩn cấp tạm thời của cái hội đồng trọng tài nước ngoài. Tuy nhiên là như mình cũng chỉ gọi là recap lại cái ý của các cái diễn giả đã nói trước thôi, thì là cái vấn đề này không phải là vấn đề mà luật trọng tài thương mại Việt Nam có thể giải quyết được, mà cái vấn đề này là vấn đề phải do Bộ luật Tố tụng dân sự giải quyết. Mình chỉ có một cái điểm muốn lưu ý thôi là trên thực tế thì cái công ước New York năm 1958 ấy, cái thuật ngữ nó sử dụng trong đó cũng rất là chung chung, nó không nó chỉ ghi là để mình đọc lên, nó chỉ ghi là arbitral award, tức là nó dùng đúng cái thuật ngữ là phán quyết của trọng tài, nhưng mà nó lại không có nói rằng là cái phán quyết trọng tài này là ý của cái công ước New York này là nói đến cái phán quyết trọng tài mang tính trung thẩm, tức là cái final award, hay là phán quyết trọng tài như là một cái biện pháp khẩn cấp, biện pháp áp dụng như là một cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì nó cũng được coi là một phán quyết trọng tài. Bởi vì như là mình có trao đổi lúc nãy ở cái phần của mình đó, thì là ở trong cái điều 17 của luật mẫu UNCTAD thì họ lại dùng từ award, họ dùng từ award, tức là họ dùng từ phán quyết khi mà họ để nói đến cái vấn đề về việc ban hành một cái biện pháp khẩn cấp tạm thời. Còn còn Việt Nam mình thì lại dùng từ là quy Việt Nam mình thì lại dùng từ là quyết định, như cái điều 50 của luật trọng tài thương mại Việt Nam. Thì vậy thì cái phải làm rõ cái phạm vi của cái từ arbitral award ở trong cái công ước New York này nó có bao gồm cái biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không, và để mà làm rõ được nó ấy, thì trên thực tế lại phải dựa vào là cái nơi mà muốn cái biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy được được thi hành. Thì ví dụ như là nếu mà cái nơi mà muốn biện pháp khẩn cấp tạm thời đấy được thi hành là Việt Nam chẳng hạn, thì hiện nay là theo cái định nghĩa tại điều 3.10 của luật trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 như mình trao đổi lúc nãy, thì cái định nghĩa arbitral award hay là phán quyết trọng tài được diễn giải rất là hẹp, nó chỉ là cái phán quyết cuối cùng về cả về cái việc thắng thua của một bên, cũng như là về cái tức là nó không phải là chỉ liên quan đến cái thẩm quyền của hội đồng trọng tài, mà nó liên quan đến đến cả cái kết quả cuối cùng của cái vụ việc là ai thắng ai cũng thua, rồi thắng bao nhiêu tiền, thua bao nhiêu tiền chẳng hạn. Thì đấy là cái diễn giải rất là hẹp của Việt Nam, nên là hiện nay nếu mà giữ cái cách diễn giải cái cụm từ arbitral award hay là phán quyết trọng tài theo như cái luật trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 ấy, thì là không có cưỡng chế thi hành được. Và cái quyết luật đấy thì thực ra là luật sư Lợi cũng đã nói rồi, thì mình chỉ nhấn mạnh thêm một số cái điểm đó thôi. Còn còn nếu mà trong 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 tương lai, thì ngoài cái việc là để mà cái phán quyết áp dụng, để mà cái quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của hội đồng trọng tài nước ngoài nó có thể thi hành được, thì ngoài cái việc là phải sửa cái điều 3.10 ở trong cái luật trọng tài thương mại năm 2010, thì cũng phải sửa đổi những cái quy định tương ứng ở trong cái bộ luật tố tụng dân sự, để nó gọi là nó chấp nhận cái việc thi hành này ạ.
Xin lỗi anh Dũng, tôi có cái bình luận ngắn thế này. Thứ nhất là về những cái khái niệm phán quyết trọng tài ấy, thì khi thiết kế cái khái niệm phán quyết trọng tài ra ấy, thì mục đích của nó là để ngăn ngừa cái việc là các quốc gia khác lợi dụng công ước New York 958 để xin để đề nghị tòa án Việt Nam công nhận và thi hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của các tổ chức trọng tài nước ngoài. Mục đích rất rõ ràng. Tuy nhiên thì đạt được mục đích đó thì nó cũng phá hủy luôn những cái khái niệm thông lệ trong trọng tài quốc tế là phán quyết trọng tài tạm thời, phán quyết trọng tài từng phần hay là phán quyết trọng tài sơ bộ, đúng không ạ? Và chúng ta buộc phải xem xét lại. Và cái tọa đàm đầu tiên về vấn đề quy định chung ấy thì đã có rất nhiều ý kiến liên quan đến việc là thay đổi cái khái niệm phán quyết trọng tài rồi. Và tôi chắc là đến cái tọa đàm thứ sáu của anh Hợp điều phối ấy, liên quan đến việc lập phán quyết và tố tụng ấy, thì chắc chắn nó sẽ lại đề cập đến chuyện nữa. Nhưng mà có một cái vấn đề mà chị Thu Trang chị có nhắc ngay tại cái buổi toàn đầu tiên ấy, là tôi không biết là các anh chị có thấy cái sự bất hợp lý trong cái việc Việt Nam chẻ đôi cái phần phán quyết trọng tài nước ngoài sang cái bộ luật tố tụng dân sự không? À, chúng ta đều biết là trong luật mẫu đúng không, nó gộp cả hai phần là cả trọng tài trong nước và cả việc công nhận thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài đều trong một cái luật là luật mẫu quán xuyên về trọng tài mạng quốc tế, và Singapore, Hồng Kông họ đều làm như vậy hết. Nhưng ở đây thì khi chúng ta động đến cái vấn đề liên quan đến phán quyết trọng tài nước ngoài là chúng ta bảo là à, cái này không thuộc thẩm quyền của luật trọng tài thương mại nữa, mà lại phải sang cái bộ luật tố tụng dân sự, mà bộ luật tố tụng dân sự thì đương nhiên thẩm quyền của một cái ban soạn thảo của tòa án tối cao, đúng không ạ? Chứ trên trọng tài có quyền gì trong chuyện đó cả. Thế thì tôi chưa thấy có một cái đề xuất nào là thay bằng cái việc sửa đổi luật trọng tài thương mại 2010 thì ta lấy luôn cái phần công nhận thi hành quyết trọng tài nước ngoài trong bộ luật tố tụng dân sự, ta cho luôn vào đây để phù hợp với cái thông lệ trọng tài quốc tế. Tôi không biết là giới luật sư, à, giới học giả, à, chỗ anh Dũng, các giáo sư tiến sĩ bàn luận với nhau về cái việc sửa đổi này như thế nào, à, có đặt ra cái vấn đề mang chất căn bản, tức là chúng ta đã sai ngay từ hệ thống ban đầu rồi, và cái sửa chữa hiện nay tôi đang cảm giác rằng chúng ta đang cố gắng chấp vá một cái gì đang sai để cho nó đỡ sai hơn, chứ không thay đổi cách bản chất vấn đề, đúng không ạ? Các nước người ta đều cho luật trọng tài duy nhất vào một văn bản đạo luật thì chúng ta lại tách ra làm hai, đúng không? Và do đó rất nhiều vấn đề chúng ta không thể xử lý được trong cái dự thảo này. Thì đấy là cái bình luận chung của tôi, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta quá giờ rất là nhiều rồi và chúng ta chỉ còn 5 phút nữa thôi, thì chắc là nhờ anh Dũng wrap up lại hay là tổng kết lại hoặc là một hai câu hỏi gì đó để chúng ta có thể kết thúc tọa đàm này đúng đúng trước 5 giờ. Xin mời anh Dũng. Và thực ra thì cũng có rất nhiều những cái câu hỏi mà được đặt ra với cả các diễn giả và chúng ta đây thì tôi nghĩ rằng là có một cái tôi nghĩ là cái câu hỏi này nó được biết bạn rất nhiều lần và tôi nghĩ là có thể đặt ra để mà các diễn giả cùng trao đổi đó là hiện nay thì cái này về tình trạng hiện nay á thì cái có hai về nhất là cái bất cập trong việc áp dụng pháp luật tạm thời Việt Nam hiện nay nổi bật là cái gì, và cái thứ hai là cái câu hỏi liên quan đến việc là cái bên yêu cầu tạm thời ấy, thì có những cái trách nhiệm nghĩa vụ ràng buộc nào không trong cái để mà khi mà yêu cầu điện tạm thời tại trọng tài thì của tôi cũng theo là câu hỏi này thì tôi cũng muốn nói thẳng anh Quang và tôi đề xuất đề nghị là chỗ đây là chỗ anh Trung là lợi cùng tham gia để mà trao đổi ngắn gọn về cái nội dung này luôn ạ, để chúng ta kết thúc cái buổi tọa đàm ngày hôm nay và mời mời Quang có thể có cái bình luận gì về vấn đề hai cái vấn đề này không ạ? Bình luận thì các thứ thì em đều đã bình luận cả rồi, cũng chỉ còn có khoảng mấy giây nữa thôi thì em cũng chỉ xin ra trả lời một cái câu hỏi của một bạn đã nêu ở trên, tức là tôi thấy là tòa án họ muốn thì chả ai làm khác được, họ để vậy thì là như vậy, đấu tranh là khó khăn, thì đây là ý kiến của bạn thì em chỉ xin lại một câu thôi. Thì đúng là đấu tranh thì là đúng là khó thật, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta lại không đấu nữa? Con người Việt Nam chúng ta đấu tranh từ mấy chục năm trước rồi, gần trăm năm trước rồi chúng ta vẫn đấu, thậm chí là thời cha ông ta đấu tranh liên tục không lúc nào ngừng nghỉ cả, thì không có lý do gì để chúng ta bây giờ ngừng nghỉ cái việc đấu tranh. Chỉ tính như cần gọi đấy. Quang ơi, không thể nói là đấu tranh được nhé. Chúng ta không bao giờ đấu tranh với cả tòa án cả. Đây chỉ là trao đổi về học thuật hàn lâm thôi. Vâng, trao đổi anh ạ, trao đổi vâng, không đấu tranh ạ, không tranh nữa. Vâng, Không được tranh à? là không tranh đấu rồi nhưng không tranh. Vâng. Chung Chung có nhà có cái comment gì không với hai câu hai và cái câu hỏi đấy không? Dạ vâng, em có ý kiến nhanh một chút thôi. Thì đúng là trên thực tế thì đây là vấn đề mà em nghĩ là cũng tương đối là khó khăn và thử thách với cả trọng tài viên. Tức là như chúng ta đã trình bày từ đầu đến giờ rồi, tức là cái
cái điều kiện thì là nó hơi bị rộng và chưa rõ ràng, cái sự tính cần thiết là chưa được có cái hướng dẫn về cái sự chữ cần thiết, cái thẩm quyền của hội đồng trọng tài cũng như các biện pháp mà được yêu cầu thì cũng không được chưa được được đầy đủ và rõ ràng, cái thời hạn cũng gấp gáp nếu mà nói là chỉ 3 ngày, ngoài ra thì lại cộng thêm cái yếu tố là có thể bị kiện nếu mà làm sai hội đồng trọng tài nữa. Tôi nghĩ là bốn cái yếu tố này ghép vào với nhau thì nói một cách thực tế là nó lý giải làm sao cho những cái con số thống kê mà Quang nói lúc ban đầu. Thì em nghĩ rằng là nếu mà để thực sự mà đưa cái vấn đề mà biện pháp khẩn cấp tạm thời vào cuộc sống thì rõ ràng là cần phải có thêm cái thay đổi ít ít nhiều thì chưa biết, nhưng mà trong bốn cái nhóm vấn đề mà chúng ta nói đấy, từ nội dung đến hình thức đến thẩm quyền đến thời gian thì là phải có cái thay đổi, thì em nghĩ là cái biện pháp này nó mới thực sự đi vào cuộc sống được. Còn nếu mà không thì nó vẫn cứ nằm ở trên đấy, nhưng mà cái tỷ lệ thống kê như là Quang nói đấy nó sẽ vẫn vẫn là nó cứ ở cái mức rất là thấp như vậy thôi. Thì em có ý kiến như vậy. Cảm ơn anh Trung. Anh Lợi có nhận xét gì không chứ? À, Lợi bật cái microphone lên được không ạ? Unmute. Dạ, đối với vấn đề này thì chắc là em cũng đồng tình với cái quan điểm nói chung, nó xuất phát từ những cái thiếu sót hoặc là những cái sự chưa phù hợp trong cái quy định của pháp luật về liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nhưng trên thực tế, và đặc biệt mọi người có thể thấy là cái vụ Vĩnh Tân Sông Hinh vừa rồi nó tồn tại rất là nhiều cái vấn đề. Đấy là thứ nhất là ví dụ như là mặc dù là luật nó quy định đấy là quyền của hội đồng trọng tài trong việc gọi là quyết định hay áp dụng biện pháp khẩn cấp biện pháp bảo đảm khi mà đưa ra quyết định về việc có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không, nhưng mà trên thực tế tòa án thì quy định là không, đấy cũng phải là quyền của hội đồng trọng tài, cái đấy là trách nhiệm, và thực tế là tòa án đã kết luận rằng là hội đồng trọng tài quyết định như vậy là không phù hợp vì không đúng luật. Cái thứ hai nữa là trên thực tế thì như chúng ta trình bày và phân tích lúc nãy, đấy là các cái luật luật trọng tài thương mại họ liệt kê ra các biện pháp rất là rõ, nhưng mà trong vụ việc đấy thì hội đồng trọng tài cũng phía tòa án cũng cho rằng là hội đồng trọng tài áp dụng cái tên như thế là không đúng với bản chất của biện pháp, nên là thật sự là nó có rất nhiều vấn đề về mặt thực tiễn khi mà chúng ta nhìn vào cái quy định này. Thì chắc là đầu tiên là sẽ phải hoàn thiện cái quy định của pháp luật, sau đấy thì hy vọng là phía tòa án cũng có những cái cập nhật nhất định và những cái điều chỉnh nhất định trong cái thực tiễn xét xử của mình, để làm sao mà nó phát huy tác dụng thật sự của cái biện pháp khẩn cấp tạm thời theo luật trọng tài thương mại hơn, và tạo điều kiện cho đồng trọng tài làm tròn hơn cái trách nhiệm của mình. Tôi xin hết. Cảm ơn Lợi. Chị Minh, Minh còn có chắc thì không phải đồng tình với quan điểm của các nhóm khác. Dạ, em xin có một câu nhanh thôi, thì là như anh Trung cũng đã chia sẻ, thì em nghĩ là như anh Trung và ý kiến của góp ý của anh Dũng, thì em nghĩ là trong năm nay nếu mà có thể sửa, nếu mà có thể gọi là đưa vào cái agenda để mà sửa đổi cái luật trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 ấy, để mà thành công loại bỏ cái điều 49.5 ra, đã là một cái bước đi rất là lớn của giới trọng tài viên cũng như là những người hành nghề trọng tài rồi. Còn cái việc là có bưng được cái chế định về thi hành phán quyết của trọng tài thi hành phán quyết của hội đồng trọng tài nước ngoài từ bên Bộ luật tố tụng dân sự sang luật trọng tài thương mại Việt Nam hay không, thì cái bước đấy còn là bước đi lớn nữa, thì hy vọng là có thể không phải là trong 1 2 năm nay mình có thể làm được cái câu chuyện đấy, nhưng mà hy vọng là cái tầm nhìn dài là 10 hay 15 năm thì mình sẽ đạt đến cái mốc đó ạ. Vâng, cảm ơn luật sư Minh. Thế tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều thấy rằng là cái việc mà cái vấn đề về áp dụng biện pháp tạm thời là một việc rất là quan trọng trong một phần rất quan trọng trong giải quyết tranh chấp, bất kể là tòa hay là trọng tài, thì đến việc bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Và như vậy thì và hiện nay chúng ta đều thấy rằng là quy định của chúng ta hiện nay nó cũng vừa là nó rất là vừa cứng nhắc mà nó lại vừa là chưa chưa đủ. Thế thì và có là chúng ta cần phải điều chỉnh lại các quy định liên quan về cái biện pháp tạm thời, và chúng ta cũng và cũng vẫn liên quan đến đó, chúng ta phải điều chỉnh lại các cái cơ chế để mà làm sao việc ra phán quyết trọng cái việc cái quyết định được đưa ra bởi cái hội đồng trọng tài nó sẽ hiệu quả hơn. Và như là bên có thể có ý kiến là chúng ta sẽ không đưa cái, có thể những đẹp nhất thì chúng ta được đưa cái phần về cái quyết định hay là những công nhận tập phán quyết của trọng tài nước ngoài vào trong luật trọng tài,
của thương mại, thì đấy là một cái đấy bước tiến rất là tuyệt vời. Và tại sao, và tôi nghĩ rằng ở đây thì anh Dũng cũng được là tham gia vào cái ban giám khảo đấy, tôi nghĩ là cũng có thể mạnh dạn là đề xuất về đó, nó sẽ tốt cho trọng tài của chúng ta. Và tất nhiên là toán có nhận hay không thì là câu chuyện là chúng ta phải thảo luận thêm. Tuy nhiên tôi thấy rằng là cái việc mà chúng ta phát triển trọng tài thì chúng ta phải đảm bảo các cái combo tất cả các cái quy các chế định các cái quy định để làm sao chúng ta tương thích với cả cái thực tế quốc tế, thì điều đó sẽ rất là quan trọng để khẳng định cái vai trò của Việt Nam trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay. Và tôi hy vọng rằng là những cái phân tích của chúng ta sẽ có được đóng góp cho cái quá trình soạn thảo luật và sẽ mang lại những sự phát triển lớn lao cho trọng tài Việt Nam nói chung, trọng tài quốc tế tại khu vực nói riêng. À, và xin cảm ơn, và chắc anh Dũng có lời phát biểu cuối cùng về đơn văn. Và xin cảm ơn anh Dũng. Bây giờ là đã hơn 5 giờ rồi, thì rất là cảm ơn tất cả các diễn giả đã nhận lời tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả những bạn giờ này gần trăm bạn vẫn còn ở trên Zoom trong cái ngày cuối tuần, thì rất là cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người. Và rất xin lỗi nếu như có những câu hỏi nào chúng tôi còn sót chưa trả lời được, thì các bạn cứ gửi về ban tổ chức thì chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời trong thời gian sớm nhất, hoặc là tổng hợp lại trong cái buổi khác. Cái buổi tọa đàm tiếp theo là vào ngày thứ sáu của tuần tiếp theo cùng giờ này, sẽ là buổi tọa đàm về chủ đề tiến hành tố tụng trọng tài, tức là toàn bộ cái quy trình tố tụng trọng tài trên thực tế, nhất là cái quyết định thủ tục đầu tiên EO1 sẽ được trình bày vào cái buổi tiếp theo, do trọng tài viên tiến sĩ Đặng Xuân Hợp điều phối cùng với cả đối tác, hình như là trường Đại học Ngoại thương thì phải. Thì rất là mong các bạn tham gia cái buổi tọa đàm tiếp theo. Và đến bây giờ thì chúc các bạn một cái kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ cùng gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các Cảm ơn mọi người nha. anh chị mọi người. Anh chị ạ.